Chuyển đổi số mệnh. Số mệnh con người có thể cải đổi. Người ta có thể dùng phương pháp đúng đắn để cải số và định đoạt tương lai cho mình. Tiến sĩ Liễu Phàm Triều Minh đã đem kinh nghiệm cải số thực tế của bản thân ông viết ra cuốn Liễu Phàm Tứ Huấn, khích lệ vô số người sau dùng phương pháp của Phật giáo để cải đổi số mệnh mình. Thông qua đó cũng đủ chứng minh mệnh tự ta lập, nhân quả báo ứng là không dối. Sau đây xin kể câu chuyện có thực chứng minh số mệnh có thể sửa đổi. Phùng Lập Khiêm là một nam nhân tài ba có tiếng tâm, đã tốt nghiệp đại học. Hồi còn đi học, anh rất ưa nghiên cứu kinh dịch, bói toán và thường dùng những kiến thức này tự xem số mệnh cho mình. Mỗi lần áp dụng thấy hết sức linh nghiệm. Vì vậy anh tin số mệnh con người đã được định sẵn. Có lần anh đến bái kiến một vị thầy kinh dịch nổi danh. Ông ta tiên đoán nhiều điều về tương lai anh, quả quyết rằng sau này cuộc hôn nhân của anh chỉ kéo dài tới 15 năm rồi sẽ ly tan, lý do phát xuất từ cô vợ. Nghe vậy, Phùng rất bất an, hy vọng tìm ra cách hóa giải. Quả nhiên, tất cả mọi việc đều đúng như vị thầy kia tiên đoán. Phùng thi vào viện nghiên cứu dễ dàng, rồi tốt nghiệp, làm việc, sau đó liên tục được cất nhắc. Cuối cùng thì treo bảng lập công ty, đạt được thành công vẻ vang. 3 năm sau, anh kết hôn với một cô gái hiền thục xinh đẹp. Cuộc sống gia đình hạnh phúc, sự nghiệp thuận lợi, khiến cho Phùng dần dần quên hẳn lời tiên tri năm nào từng khiến cho anh lo lắng bất an. Vợ chồng chung sống đầm ấm, chớp mắt đã đến đoạn của Phùng cuối của 14 năm. Ngày nọ, vợ của Phùng đột nhiên phát hiện dưới nhũ hoa phải của nàng có một khối u nhỏ cứng, to cỡ khoảng trứng gà, sưng đau khó chịu. Nàng liền đến bệnh viện kiểm tra, mới hay mình bị ung thư tuyến sữa thời kỳ cuối. Bác sĩ phán rằng vợ của Phùng tối đa chỉ có thể sống 1 năm nữa thôi. Đối diện với chứng bệnh quái ác này, cả nhà rơi vào sầu thảm khôn nguôi. Lúc này Phùng mới sực nhớ đến lời tiên tri ngày xưa, thầm than đúng là định số đã an bài. Trong lúc đang ở bên bờ tuyệt vọng, Phùng tình cờ đọc cuốn Báo Ứng Hiện Đời của Quả Khanh. Trong đó mỗi câu chuyện đều sinh động chân thật, khiến anh cảm thấy được giáo dục sâu sắc và dần dần hiểu rõ chỉ có tin sâu nhân quả, dứt ác hành thiện, tu theo Phật pháp mới có thể chuyển đổi số mệnh. Vợ chăm sám từ đó bắt đầu nhen nhúm hy vọng về cuộc sống mới. Nhờ bạn bè trợ giúp, anh gặp cư sĩ Quả Khanh. Thoạt nhìn sắc diện xanh nhờ của vợ Phùng, Quả Khanh dịu dàng chỉ ra những nhân ác, các tội nghiệp chất chồng trước đây nàng đã tạo. Ông khuyên nàng ăn chay, thành tâm sám hối các ác nghiệp, đúng pháp tụng kinh Địa Tạng, hồi hướng cho tất cả chúng sinh từng bị nàng làm tổn hại. Vợ Phùng nghe xong, về nhà liền bắt đầu thực hành. Do ước muốn được sống bừng lên mãnh liệt, khiến nàng chẳng dám có chút ý cao ngạo, hàng ngày kiên trì quỳ tụng kinh Địa Tạng, lễ sám, phóng sinh, in kinh, sách thiện. Nửa năm sau, kỳ tích đã xảy ra, ác bệnh kia đã lành hẳn. Hiện giờ Phùng và vợ đã nắm tay nhau bước vào năm thứ 16 của cuộc hôn nhân. Vốn là gia đình sắp ly tan, nhờ tu học theo Phật pháp mà chuyển đổi, biết gia đình Phật hóa, sống hạnh phúc. Kinh nghiệm thực tiễn này đích thân hai vợ chồng cùng nếm trải, khiến họ càng tin chắc rằng số mệnh nằm trong tay mình. Nếu như mỗi người có thể thâm tín nhân quả, dứt ác hành thiện, y theo lời Phật dạy, nghiêm trì giới luật, ăn chay, đúng lý đúng pháp mà tu, thì đời này không những có thể cải đổi số mệnh mà còn có thể liễu thoát sinh tử, lìa khổ được vui, khai mở trí huệ, sống thông dong tự tại. Giải thích thêm, Phật pháp như ánh dương, những tội sát, đạo, dâm, vọng, con người hàng ngày tạo cao như núi băng, mỗi ngày một tăng, sâu dày kiên cố, giống như địa ngục băng, mãi mãi lạnh lẽo khốc liệt. Chỉ người hữu duyên mới có thể nghe và tin thọ Phật pháp, biết lỗi liền sửa, hiểu rồi liền thực hành,
Đây giống như vầng dương hiện lên giữa băng giá kiên cố, không bao lâu sẽ khiến băng tan thành nước, và nước này có thể làm lợi khắp vạn vật. Không tranh cùng người, chẳng những giúp chúng sinh duy trì mạng sống, mà còn vì chúng sinh rửa sạch cấu uế, trở nên thanh sạch. Đây chính là căn bản người tu đạo. Ngày xưa có một gã nghèo sơ sát, hắn làm việc rất cần cù chăm chỉ, giúp đỡ mọi người làm việc nặng nhọc, nhưng họ trả tiền công cho hắn rất ít, chỉ đủ cho hắn sống tạm qua ngày. Một hôm, hắn muốn sắm thêm cho mình một bộ quần áo, hắn cũng phải chi tiêu rất dè sẻn, ra sức làm việc, dành dụm một thời gian dài, hắn mới tạm đủ mua cho mình một bộ quần áo vải xấu. Bỗng một ngày, có một người bà con xa đến nói với hắn: "Vì sao anh mặc y phục vải xấu thế này?" Hắn đáp: "Y phục vải xấu có gì là không tốt, chỉ do tâm phân biệt vải xấu, vải đẹp mà thôi. Anh không muốn mặc y phục đắt tiền và cuộc sống sung sướng sao?" "Tất nhiên là muốn rồi, nhưng làm bằng cách nào?" "Số phận tôi như vậy, anh có biện pháp gì không?" "Không, anh là hậu duệ của hàng quý tộc, chỉ cần anh chịu cầu thần thì thần sẽ ban cho anh cuộc sống sung sướng." "Cầu bằng cách nào?" "Anh đem bộ y phục vải xấu này đốt đi, chí thành cầu thần thì sẽ ban cho anh một bộ y phục đắt tiền xinh đẹp, lại ban cho anh cuộc sống hạnh phúc, thần sẽ ban cho anh toại nguyện." Gã nhà nghèo tuy cuộc sống túng thiếu nhưng không đến nỗi khó khăn lắm, hắn bằng lòng cuộc sống hiện tại. Nhưng khi hắn nghe người bà con xa dụ dỗ, liền hy vọng niềm tin mộng đẹp giàu sang. Vì thế, hắn nhờ người bà con chủ trì nghi thức cầu thần, đem đốt bộ y phục vải xấu và chí thành cầu nguyện. Cho dù hắn cầu lại sói đầu, y phục vải đẹp vẫn không xuất hiện. Sau đó hắn hối hận nói: "Tại sao ta lại ngu si như thế này, đem đốt y phục của mình để cầu thần ban cho hạnh phúc và y phục đẹp, nhưng lại mù mịt không biết thần ở đâu." Bài học đạo lý. Đây là câu chuyện thí dụ, người nghèo khổ là chỉ cho hàng phàm phu chúng ta. Y phục vải xấu giống như cuộc sống cực khổ. Mặc dù y phục vải thô xấu, nhưng gã nhà nghèo phải khổ công làm việc rất lâu mới sắm được nó. Hiện tại con người tuy khổ cực, nhưng đời quá khứ cũng có tu các căn lành mới có thể được thân người. Nếu như chúng ta không nương vào thân này, cố gắng tu pháp xuất thế, thoát khỏi sinh tử mà tạo các ác nghiệp, làm cho nhiều đời sau chịu đau khổ vô cùng, cho đến sinh tử luân hồi không dứt, thì chẳng phải là kẻ ngu si hay sao? Đức Phật dạy, trồng nhân không chân thật thì gặt quả đều công. Tất cả mọi việc có nhân thì có quả, nhân chánh thì kết quả chánh, nhân tà thì quả tà. Cho nên khi chúng ta làm việc gì hay nói điều gì phải chú ý nhân chánh mới là đạo lý làm người. Thí dụ, hàng ngày chúng ta làm việc có chánh đáng không? Lời nói có dối gạt, thêu dệt, lừa đảo, vân vân. Do đó, chúng ta biết được quả báo tương lai như thế nào. Cho nên, mỗi việc ở thế gian có họa, có phúc, có khổ, có vui đều do nhân quá khứ mà chiêu cảm quả báo hiện tại. Nói theo tín ngưỡng, chúng ta tin theo vị thần nào thì cảm ứng với vị thần đó, tương lai cùng loại với vị thần đó. Giống như chúng ta tin theo những vị thần như thần đá, thần cây, vân vân, thì tương lai phần đông cùng loại với vị thần này, hoặc làm thuộc hạ của thần, tuyệt đối không thể vượt hơn thần này. Chúng ta đốt hàng mã, tiền bạc cho quỷ thần, những thứ này con người không dùng được, vậy quỷ thần có dùng được không? Nếu dùng được thì quỷ thần này cũng là loài thấp hơn người, bằng không thì gạt mình, gạt quỷ thần, tương lai cũng bị người gạt lại, lúc đó làm kẻ căm nuốt hoàng liên. Vì thế, bất cứ việc gì chúng ta cũng phải dựa theo lý trí để phán đoán đúng sai, không thể ai nói sao nghe vậy. Người ta bảo sao chúng ta làm theo như vậy, chẳng những là mê tín mà còn cuồng dại ngơ ngơ. Mỹ Đình năm nay 30 tuổi, công tác sinh hoạt gì cũng không thuận lợi. Mấy năm trước, vì ham lợi nhuận nhiều, cô từ bỏ công việc tốt đẹp sẵn có,
dốc hết tiền của dành dụm, còn vay thêm 10 vạn đồng, đổ cả vào một công ty kinh doanh tư nhân. Dè đâu, đây là một công ty lừa đảo. Mới đầu, họ dùng thuật nhữ dụ, cho người đầu tư hưởng mấy vạn tiền lời trước thật ngọt. Rồi sau đó, cả giám đốc, nhân viên đều ôm tiền trốn biệt tâm. Vì vậy, Mỹ Đình không những mất hết tiền để dành, mà còn thiếu nợ rất nhiều. Ngoài ra, 5 năm trước, cô giao du với bạn trai, cũng bị gạt lừa đến nỗi phải phá thai. Tình cảm tan rã, kết thúc trong chia tay. Đến nay, Mỹ Đình vẫn chưa tìm được tình lang thích hợp. Thân quyến bạn bè có nhiệt tình giới thiệu, thảy đều không thành. Một hôm, mẹ Mỹ Đình là Mỹ Linh đột nhiên tìm đến tôi, vừa khóc vừa kể. Quả Hồng, tôi biết chị đang viết cuốn Báo Ứng Hiện Đời, xin hãy đem chuyện của tôi viết ra. Tội tôi rất lớn. Con gái tôi hiện nay công việc không có thuận lợi, hôn nhân chẳng toại ý, gặp đủ chướng ngại xui xẻo. Tất cả đều tại tôi mà ra. Chính vì người mẹ này làm rất nhiều việc xấu mà con gái tôi mới bị liên lụy. Tôi vội đưa khăn giấy cho bà lau nước mắt. Mỹ Linh buồn đến không thiết sống nữa. Bà bắt đầu kể lể sám hối những lỗi lầm bất thiện mình từng tạo trong quá khứ. Mỹ Linh xinh đẹp từ nhỏ, rất được cha mẹ cưng chiều, nâng niu như trứng mỏng. Gia đình giàu có phong lưu, nên muốn gì được đó. Nếp sống sung sướng, luôn được hưởng mọi ưu tiên, đã dưỡng thành thói quen xấu cho Mỹ Linh. Thời đi học, nàng không tôn trọng thầy cô, còn được trong lớp tôn sùng như nữ hoàng, ngay cả thầy cô cũng nể nang nàng đôi ba phần. Sau khi ra trường đi làm, mọi việc đều thuận lợi. Mặc dù nàng đi làm xa nơi xí nghiệp mỏ ở Đại Tây Bắc, nhưng nữ cán bộ trong đây không phải chịu gian khổ gì. Mỹ Linh sống hết sức tự do tự tại. Hơn nữa, nàng luôn được hưởng mọi ưu tiên, tính từ học vấn đến công việc. Khi viện nghiên cứu hay công ty chỉ tuyển có 2 người, thì trong cảnh vạn người tranh nhau nộp đơn, Mỹ Linh luôn được tuyển đầu tiên. Trước 40 tuổi, có thể nói đó là thời hoàng kim may mắn mỹ mãn nhất của Mỹ Linh. Nhưng đây chỉ là phúc báo mà nàng được hưởng do kiếp quá khứ từng tích lũy. Nhưng hưởng phúc cũng chính là tiêu phúc. Vì Mỹ Linh không biết Phật Pháp, không hiểu đạo, nên trong thuận cảnh, nàng càng mê muội, tạo tội ác đầy trời. Tại xí nghiệp, Mỹ Linh công tác, có rất đông nam dân. Do nàng có dung nhan mỹ miều xinh đẹp, cho nên đã khiến cho biết bao nhiêu chàng theo đuổi say đắm. Nàng nổi bật trong đó như ánh trăng rực rỡ dưới ngàn sao, làm lu mờ mọi cô gái khác. Mới đầu, nàng vốn là một cô gái rất thuần phát, nhưng do có sắc, có quyền, có tiền, cộng thêm tham dục trong lòng ngày càng bành trướng, Mỹ Linh không cưỡng được hấp dẫn của kim tiền và danh lợi, nên nàng đã lạc lầm, đi càng lúc càng sai. Để đạt được mục đích, nàng sẵn sàng quan hệ, lên giường cùng với các nam lãnh đạo, vừa có được công tác toại ý, vừa có thu nhập tăng cao. Chính do sinh hoạt phóng túng này mà nàng đã phá thai 8 lần. Chính những hành vi sai trái và ý tà này đã khiến cho phúc lành của nàng nhanh chóng cạn kiệt hết và ác báo được dịp trổ ngay hiện tiền. Đầu tiên là gia đình nàng không hòa thuận. Kết hôn xong thì giữa vợ chồng không ngừng xảy ra gây cãi, ấu đả. Chồng nàng do thường phải nén giận, chịu đựng nên đã trút hết bực bội phẫn uất vào đứa con gái Mỹ Đình. Vì vậy mà ngay từ nhỏ, Mỹ Đình hay bị cha đánh đòn, chưa từng được cha quan tâm yêu thương. Lại do mẹ sống phóng túng, ảnh hưởng xấu lây đến con, khiến Mỹ Đình sau khi trưởng thành rồi, nàng giao du bạn trai không cẩn thận, bị lời ngon tiếng ngọt dụ lừa, đến nỗi phải mất thân, phá thai.
Riêng Mỹ Linh, ác báo cũng bắt đầu trổ. Nàng vướng nhiều bệnh, bị viêm ruột thừa, phải mổ đến 4 lần, mà trị vẫn chưa xong, còn di chứng nghiêm trọng, gây thống khổ khó kham. Chân nàng mắc bệnh gai xương, nếu đi không cẩn thận là đau kịch liệt. Bệnh phụ khoa càng nặng nề hơn, mỗi lúc có chu kỳ nàng bị hành đau đến ngất xỉu. Còn nữa, công tác bây giờ cũng không còn thuận lợi, vì thân mang đủ thứ bệnh nên các lãnh đạo bắt đầu lánh xa Mỹ Linh. Bệnh hành hạ khiến nàng phải nghỉ làm, rồi nhân vì bệnh dây dưa nàng phải ở nhà nghỉ ngơi, không có cách gì công tác được. Những quả báo này chỉ là hoa báo. Tương lai nàng còn phải sa vào 3 cõi ác. Thọ vô lượng khổ, đúng như trong kinh Địa Tạng tả, nếu có nam tử nữ nhân nào không hành thiện mà làm ác, cho đến chẳng tin nhân quả, phạm tà dâm, vọng ngữ, lưỡng thiệt, ác khẩu, hủy bán kinh Phật, những người tạo nghiệp như thế, tức phải đọa ác đạo. Mỹ Linh vừa khóc đau khổ, vừa sám hối kể lại lỗi mình. Hiện nay sau khi học Phật rồi, nàng biết tất cả thống khổ kia là do mình tự làm tự chịu. Trồng nhân ác thì gặt quả ác, báo ứng nhân quả như bóng theo hình. Bây giờ, hàng ngày Mỹ Linh ở trước Phật, thành tâm sám hối những tội ngu si mê muội của mình do ham lợi dục mà tạo lắm tội ác. Mỗi ngày Mỹ Linh đều quỳ tụng kinh Địa Tạng, siêng bái sám, cầu Phật lực gia trì cho gia đình nàng sớm chuyển biến tệ trạng. Đồng thời, nàng muốn dùng kinh nghiệm bản thân để cảnh báo mọi người. Thân người khó được, Phật pháp khó gặp, nhất định phải quý trọng, siêng năng học Phật, tích cực hành thiện, vì nếu hưởng hết phúc rồi, tai họa ác đến. Tôi bảo Mỹ Linh, nhân quả ai làm nấy chịu, không thể do mình làm mà người khác phải gánh lấy. Sở dĩ việc cha mẹ có thể gây ảnh hưởng đến tiền đồ của con cái, hoặc người ta hay nói, tổ tiên tích đức để phúc cho con cháu, tổ tiên làm ác di họa cho tử tôn, nếu giải thích theo Phật pháp thì đây là đồng nghiệp chiêu cảm, nghĩa là những cháu con nào có nghiệp tạo tương tự sẽ đầu thai vào để trả báo chung theo đúng câu, đồng thanh tương ứng, đồng khí tương cầu. Cho nên những bậc cha mẹ phải đem thân làm gương, lo hành thiện tích phúc, trên hiếu kính tiền bối, dưới giáo dưỡng con cái, niệm niệm không quên lời dạy của chư Phật Bồ Tát và cao tăng đại đức, trong sinh hoạt phải sống chơn chánh. Khi đó Mỹ Linh phát nguyện, đời này nhất định tinh tấn tu hành, làm ích lợi chúng sinh, quyết tu cho liễu sinh thoát tử, ra khỏi tam giới, giảng sinh cực lạc, thành tựu Phật quả. 2 tháng sau, nghe nói Mỹ Linh đã tìm được công tác ổn định, bệnh tật của Mỹ Linh cũng đã chuyển tốt, không cần dùng thuốc nữa, gia đình cũng dần hòa thuận. Tôi tin rằng, với sự gia trì của Phật lực, cộng thêm quyết tâm sửa lỗi, đổi mới bản thân, Mỹ Linh và toàn gia, tương lai nhất định sẽ càng tốt lành, hạnh phúc. Công chúa Thăng Hoa, nguyên tác Hán văn, Trần Thu Ngọc. Đây là chuyện người thực, việc thực, xảy ra tại triều Tống nước tôi. Nhân vật chánh sau đó đã chuyển thế tái sanh tại Đài Loan. Mời bạn kiên nhẫn xem để hiểu thêm về báo ứng nhân quả. Triều Tống có một nàng công chúa tên Thăng Hoa, tính rất hiếu kỳ, tuổi vừa đôi chín, chưa kết hôn, xinh đẹp vô song. Ngày nọ, nàng ở tại cung điện Chiêu Hòa, nghe phụ vương và mẫu hậu nhắc đến tân khoa Trạng Nguyên Mạnh Đạt, một thanh niên có tài văn chương thi phú, hơn nữa còn chơi đàn rất giỏi. Sau đó, hoàng đế mời tân khoa Trạng Nguyên nhập cung để đàn cho vương công quý tộc thưởng thức và ra lệnh triệu tập hoàng hậu, quý phi, công chúa, các vương tử trong 3 cung, 72 viện đồng đến dưỡng sinh điện, uống rượu, nghe nhạc. Vua ra lệnh cho Mạnh Đạt khẩy đàn. Mạnh Đạt vừa đàn vừa hát, lời ca trầm ấm, du dương.
Mọi người nghe đều cảm động, cùng vỗ tay tán thưởng. Các quý phi và công chúa xôn xao bình phẩm về Mạnh Đạt. Riêng công chúa Thăng Hoa thấy Mạnh Đạt tài mạo song toàn, phong độ thanh cao, khôi ngô anh tuấn, thì lòng rất ngưỡng mộ. Hôm nọ, hoàng đế và hoàng hậu đang bàn hôn sự cho Thăng Hoa, đúng lúc nàng đi tới. Hoàng đế liền nói: "Con đến thật là đúng lúc, chúng ta đang bàn về hôn sự của con. Con đã có ý trung nhân chưa?" Công chúa thẹn thùng thưa: "Dạ, thưa phụ vương, con chỉ mới vừa 18 tuổi, hãy còn nhỏ lắm, phụ vương cần gì phải vội vàng?" Hoàng hậu đứng bên cạnh vội bảo: 18 tuổi đâu còn nhỏ nhất gì, hồi ta 16 tuổi đã vào trong cung hầu hoàng thượng, tính đến nay đã hơn 20 năm. Nam lớn cưới vợ, gái lớn gả chồng, nếu để lâu chỉ càng phát sinh rầu lo thêm thôi, ngày sau con sẽ hối vì muộn màng đó. Công chúa bị hoàng hậu thúc ép, đành nói: "Hôm nay con thấy tân khoa trạng nguyên Mạnh Đạt tuổi trẻ tài cao, rất có triển vọng, xem ra cũng là bậc nhân tài. Chàng không những văn chương tuyệt luân, lại đàn giỏi hát hay, thật là đáng ngưỡng mộ." Hoàng đế và hoàng hậu thấy Thăng Hoa luôn miệng khen Mạnh Đạt, hiểu ngay là công chúa rất ưa chàng, bèn âm thầm phái tể tướng làm mai, xe duyên cho hai người. Hai ngày sau, đúng lúc Mạnh Đạt có việc vào cung thăm tể tướng, ông bèn hỏi: "Tân khoa trạng nguyên tuổi trẻ tài cao, tính nết dung mạo được bất phàm, chẳng biết đã có vợ hay chưa?" Mạnh Đạt thưa: "Giáng sinh đã thành thân từ hơn 4 năm trước rồi." Tể tướng lắc đầu nói: "Tiếc quá, tiếc quá. Hôm nay thiên tử thấy ngươi khôi ngô anh tuấn, tài mạo hơn người, nên có ý muốn đem công chúa Thăng Hoa gả cho ngươi, chẳng biết ý ngươi như thế nào?" Mạnh Đạt vừa nghe qua, hồi hộp thưa: "Ý ngài nói là bệ hạ muốn chọn tôi làm phò mã à?" "Đúng vậy. Ông Trạng ơi, ông hãy suy nghĩ cân nhắc thử coi. Nếu mà ông cưới công chúa và trở thành phò mã, thì cả đời tha hồ hưởng vinh hoa phú quý, sống cả đời cũng không hết nữa ông Trạng à." Mạnh Đạt liền nghĩ tới gia cảnh nghèo nàn của mình. Ngay cả cái chuyện cơm ngày ba bữa cũng là mối lo lớn, cả đến món tiền lên kinh ứng thí cũng do vợ chàng cắt tóc bán đi mới có được. Nếu như phải quay lại sống cảnh cơ hàn khổ sở như xưa, chàng thực sự không muốn chút nào. Huống chi công chúa Thăng Hoa dung nhan thập phần kiều diễm, có được cơ hội vinh long tựa phụng như thế này thì ai lại không muốn chi chứ. Thế là chàng đồng ý. Không bao lâu, đám cưới Mạnh Đạt và công chúa diễn ra linh đình. Đêm tân hôn, giây phút Mạnh Đạt dở khăn tân đương ra, nhìn thấy công chúa xinh đẹp mỹ lệ còn nhoẻn miệng cười duyên với chàng, Mạnh Đạt vô cùng đắc ý. Vì vừa đổ tân khoa trạng nguyên đã được tuyển ngay làm phò mã, thật là 10 năm hàng vi không ai ngó, vừa mới thành danh được quý ngay. Mạnh Đạt đi thi một lần đó, đến nay đã 3 năm không quay về. Chàng hoàn toàn quên hẳn quê nhà có một người vợ cũ mòn mỏi ngóng trông. Nàng đã hy sinh, cắt phăng mái tóc đẹp bán cho chàng đi thi. Thật là con người bạc tình phù nghĩa, có mới quên cũ. Hôm nọ, Mỹ Loan, vợ cũ của Mạnh Đạt, nghe đồn là Mạnh Đạt hiện giờ đang làm quan, nàng vui mừng khôn xiết, vội đi vay hàng xóm 2 lạng bạc để lên kinh đoàn tụ cùng chồng. Trên đường, Mỹ Loan đã nếm đủ mùi gian nan vất vả, cuối cùng cũng đến được kinh thành. Nhưng đến đây, nàng nhận được tin trời giáng, Mạnh Đạt giờ đã làm phò mã, đang sống hạnh phúc với công chúa Thăng Hoa. Lòng nàng càng bi ai khi nghĩ đến cảnh mình bơ vơ ở chốn kinh thành, chung quanh không có ai thân thích. Bị chồng phụ tình say duyên mới, nàng đau khổ muốn khóc, nhưng nước mắt không trào ra được. Sau đó, nàng nghĩ: "Đã đến kinh thành, mai rủi gì cũng phải đánh liều, thử đến gặp chồng xem sao." Nàng hỏi thăm và biết dinh thự phò mã ở phía tây ngoài thành, bèn đi thẳng đến đó. Nhằm lúc Mạnh Đạt đi vắng,
nàng phải tới lui ngót 3 lần mới tìm được Mạnh Đạt. Mạnh Đạt vừa nhìn thấy nàng, tỏ vẻ hết sức căng thẳng, vội sắp xếp cho nàng ở nhờ một nhà dân gần đấy. Từ đó, Mạnh Đạt thường giấu Thăng Hoa, lén đến thăm vợ cũ. 3 tháng sau, Mỹ Loan mang thai. Việc này không bao lâu cũng đồn đến tai công chúa. Thăng Hoa đùng đùng nổi giận, nhưng chẳng biết xử trí ra sao. Nàng đành đem việc này bàn với tỷ nữ thân tín là A Kiều. A Kiều bảo phải lập tức ban tử ngay cho vợ cũ Mạnh Đạt để tránh đêm dài lắm mộng. Công chúa nghe bàn, cảm thấy có lý, lập tức lệnh cho A Kiều đi tìm Mỹ Loan. A Kiều vội đi tìm thư đồng tâm phúc của Mạnh Đạt, hỏi thăm tông tích vợ trước của chàng. Mới đầu, thư đồng chẳng chịu nói. A Kiều liền tặng cho y 10 lạng bạc. Thế là thư đồng tối mắt, liền khai ra. Vợ trước Mạnh Đạt đang ngủ tại nhà Trương Tam, ở phía đông ngoại thành, cách đây không xa, tôi biết mà. A Kiều môi được tin này rất hài lòng, hí hửng, quay về tấu trình cho công chúa hay. Công chúa liền lệnh cho A Kiều đi mời Mỹ Loan tới. Mỹ Loan đáng thương trước đây, sống tại làng quê cùng chồng, từng nếm qua tháng ngày hàng vi gian khổ, nhưng vợ chồng họ rất khắng khích yêu thương, vì Mạnh Đạt học cao, có tài, lại đàn giỏi, hát hay, nên dân làng hết sức mến mộ họ. Sau đó, vì Mạnh Đạt muốn thực hiện hoài bão lý tưởng bình, bèn lên kinh ứng thí. Vừa thi, chàng đã đậu trạng nguyên. Nhưng bất hạnh thay, chàng lại lọt vào mắt xanh công chúa, được tuyển làm phò mã. Một lần đi thi, 3 năm bạc tinh. Do vậy mà, Mỹ Loan phải lặn lội ngàn dặm tìm chồng. Sau khi Mạnh Đạt đã sắp nàng ngủ tại nhà người bạn thân họ Trương, ngày nào chàng cũng đến thăm Mỹ Loan. Mỹ Loan mang thai, Mạnh Đạt trong lòng rất vui, thầm nghĩ chẳng mấy chốc nữa mình sẽ được làm cha. Chàng hớn hở đem chuyện này báo cho các bạn thân hay. Nào ngờ do sự tình không giữ được bí mật, chuyện bị đồn lan đến tai Thăng Hoa. Nàng nổi thịnh nộ và lệnh cho tỳ nữ Tâm Phúc đi tìm Mỹ Loan tính sổ. A Kiều đến chỗ Mỹ Loan đúng lúc họ Trương đi vắng, chỉ có Mỹ Loan ở nhà. Nhìn thấy Mỹ Loan duyên dáng khả ái, trắng da dài tóc, tay chân mướt rượt, trông rất nhàn nhã, ung dung. A Kiều thầm nghĩ, đúng là bộ dạng của kẻ được sủng ái tương tiêu đây. Ả xinh đẹp như vậy, hèn chi mà phò mã mê mệt, không thể nào quên được vợ yêu. A Kiều tức tối lắm, nhưng cố vờ như không biết chuyện gì, giả bộ nói, xin hỏi, Mỹ Loan có ở nhà không? Mỹ Loan ngạc nhiên khi thấy trước mắt mình là một cô gái mặc y phục sang trọng, nhất định không phải là con nhà dân giả. Nhưng vì sao lại tìm mình? Tùy thắc mắc, song nàng vẫn đáp. Tôi là Mỹ Loan, cô là ai? Tìm tôi có chuyện gì? Tôi là tỳ nữ của công chúa Thăng Hoa, công chúa phái tôi đến mời cô vào hưởng vinh hoa phú quý. Cô hãy mau đi cùng tôi để đến chỗ phò mã, không nên ngủ lâu ở cái chỗ nghèo hèn này. Mỹ Loan nghe nói vô cùng mừng rỡ, vội cùng với A Kiều lên xe ngựa, đi thẳng đến chỗ công chúa. Công chúa thấy Mỹ Loan tới, trong lòng rất mừng, thầm nghĩ, con Mỹ Loan đáng ghét này, để coi mình sẽ trị tội nó nè. Phần Mỹ Loan được đến dinh phò mã thì thập phần sung sướng. Dinh phò mã rộng rãi, tráng lệ nguy nga. Nàng thấy công chúa Thăng Hoa ngồi tít trên cao, hai bên tỳ nữ đứng xếp hàng dài, các gia nhân công chúa đang bận rộn vào ra. Công chúa tuy xinh đẹp vô song, nhưng nàng đang ghen nên trông rất dữ và hết sức oai vệ, khiến cho Mỹ Loan thầm sợ hãi. Một cảm giác không lành chợt nổi lên trong lòng nàng. Thăng Hoa hỏi Mỹ Loan, ngươi là Mỹ Loan, người mà Mạnh Đạt cưới ở dưới quê đó hả? Dân nữ chính là Mỹ Loan, người phối ngẫu của Mạnh Đạt. Nhưng vì chàng lên kinh lâu quá không về, nên tôi phải lên kinh tìm để cùng nhau sum họp. Kính mong công chúa ban ân tác thành nguyện vọng của dân nữ. Công chúa vừa nghe qua, nổi trận lôi đình, vừa đập bàn truyền lệnh. Trong đây có 300 lạng bạc, để cho ngươi đi về quê.
Từ rày trở đi, mi phải ân đoạn nghĩa tuyệt với Mạnh Đạt, cấm không cho mi tới lui cùng hắn nữa. Tôi không cần vàng bạc, tôi chỉ cần chồng tôi mà thôi. Công chúa thấy dùng tiền bạc chẳng có hiệu quả, nàng ngẫm nghĩ. Giờ chỉ còn nước giết Mỹ Loan để dứt trừ hậu hoạn như A Kiều đã bày. Bèn quá. Con tiện nhân đáng ghét kia. Rượu mừng không uống, mi lại muốn uống rượu phạt hả? Ta có lòng tốt ban cho ngươi tiền, ngươi lại không thèm lấy. Thật là khiến cho ta tức chết. Được lắm, được lắm. Quân đâu? Dạ. Hãy lôi con tiện tỳ lớn mật này đem đi giết quách cho ta. Tuân lệnh. Mỹ Loan thấy công chúa cư xử như thế thì quá tức, nên buộc miệng mắng. Thằng Hoa, mi thật là khả ố. Đã giật chồng ta còn muốn giết ta để diệt khẩu. Ta cho dù của thành quỷ dữ cũng quyết tìm ngươi mà báo thù. Nhưng gia đình công chúa không đợi Mỹ Lan nói dứt câu đã kéo nàng đi hạ sát, rồi tiện tay chôn thay nơi đồng cỏ ngoài thành. Sau đó không lâu, lúc công chúa ra ngoài tản bộ, tình cờ nghe hai tỳ nữ thầm thì to nhỏ về chuyện nàng giết tình địch. Công chúa rất phiền bực, không biết làm sao cho êm chuyện. Lúc đó, nhũ mẫu nàng ở cạnh bên liền hiến kế. Công nương à, sao không đem toàn bộ nô tỳ biết hết chuyện hôm nay dứt hết đi, để tránh ngày sau phò mã hay được sẽ rạn dở hạnh phúc vợ chồng đó. Công chúa nghe nhũ mẫu nó có lý, bèn truyền lệnh gọi mười mấy nữ tỳ tới, âm thầm ban án tử cho tất cả. Trong đây có nữ tỳ là A Nga, chị ruột của A Dân. Hai chị em họ đồng làm nữ tỳ trong cung công chúa, do tỷ muội tình thâm. A Dân nghe hung tin công chúa muốn giết chị mình, vội chạy đến trước công chúa xin tha tội cho A Nga. A Dân quỳ xuống trước công chúa, vừa khóc vừa nói: Con gái công chúa, con xin người, xin người hãy mở lòng từ để giết chị con. Con nguyện cả đời làm trâu làm ngựa, con cưới xin công chúa đừng giết chị con. Con xin người. Tâm tư của Thăng Hoa đang rất bực bội, nên không đếm xỉa gì tới lời thỉnh cầu của A Dân. Nàng vứt tay ra hiệu cho cô thối lui. Nào dè, bên cạnh công chúa còn có một cái bàn nhỏ. Bình hoa trên tay ngay lúc đó bị tay nàng phẩy trúng, rơi xuống và đập mạnh vào đầu A Dân. Chỉ thấy A Dân thét lên một tiếng thảm thương, máu tuôn đầy mặt. Công chúa nhìn thấy cả kinh, vội kêu đại phu tới dìu A Dân đi chữa trị. Nhưng máu chảy nhiều quá, mấy ngày sau thì A Dân chết. Phò mã Mạnh Đạt đáng thương từ đầu tới cuối không hề biết các hành vi tàn nhẫn của công chúa Thăng Hoa Kiều Diễm. Nàng đã khéo léo che đậy, bưng bít mọi chuyện. Mười mấy năm sau, công chúa Thăng Hoa chết, Mạnh Đạt cũng tiếp nối mạng vân. Cùng chuyển thế đầu thai tại Đài Loan. Năm Dân Quốc 38, năm 1949, phò mã Mạnh Đạt đầu thai vào gia đình họ Ngô ở Đài Nam, tên là Dân Hùng. Lên năm 6 tuổi, thì Dân Hùng học đàn violon. Bởi vì kiếp trước, vốn có sẵn tài đánh đàn, cho nên đời này năng khiếu ấy còn tiềm ẩn. Nhạc sư chỉ cần dạy một, thì Dân Hùng hiểu 10. Thêm nữa, tiếng đàn của Dân Hùng hay vượt xa thầy, âm thanh vô cùng mỹ diệu. Thật trùng hợp, Thăng Hoa lúc này cũng chuyển thế đầu thai vào một gia đình làm nông ở Cao Hùng, tên là Mỹ Lệ. Thời gian qua rất nhanh, chớp mắt đã 20 mấy năm, Mỹ Lệ đã khôn lớn và trở thành một cô gái thông minh khả ái. Còn Dân Hùng trong kiếp hiện tại này, học nhạc được 10 mấy năm thì xuất ngoại du học. Chàng sang Âu Châu, bái danh sư học đàm violon. Sau khi thành tài về nước, nổi tiếng là một danh cầm. Không bao lâu thì chàng được thân hữu giới thiệu quen biết Mỹ Lệ. Đôi bên giao lưu suốt 2 năm, họ cảm thấy rất tâm đầu ý hợp, tình cảm phát sinh ngày càng thân thiết. Thế là họ cưới nhau và dời đến Đài Bắc cư ngụ. Mái ấm của Mỹ Lệ và Dân Hùng cũng giống như bao cặp vợ chồng bình thường khác. Mấy năm sau, Mỹ Lệ quen biết nhiều bạn tốt, được hướng dẫn Quy Y Tam Bảo, nàng trở thành một đệ tử thuần thành của Phật giáo.
suốt ngày giữ khẩu đức, ăn chay. Hơn nữa, nàng rất hay đến chùa tạo phúc cúng dường. Sau khi hiểu sâu pháp Phật, Mỹ Lệ luôn khuyên lơn chồng, mong chàng có thể quy y Tam Bảo. Nhưng Dân Hùng không nghe lời nàng khuyên, hàng ngày đắm chìm trong ngũ dục. Mỹ Lệ cảm thấy rất khổ tâm. Nàng thường ở trước Phật đường niệm Phật, cầu Bồ Tát hiển linh thức tỉnh chồng mình. Ngày nọ, bạn bè của Dân Hùng tặng cho chàng một con cua bự. Dân Hùng rất thích, thầm nghĩ tối nay sẽ có được một bữa ăn ngon. Mỹ Lệ thấy vậy, thầm than khổ. Nàng thừa biết tính khí của chồng. Con cua bự này tối nay nhất định sẽ nằm gọn trong bụng chàng. Thế là nàng âm thầm cầu Bồ Tát Quan Thế Âm cứu lấy con cua. Ban ngày trôi qua rất nhanh, bóng đêm nối nhau tràn đến. Mỹ Lệ tránh né không làm con cua, điềm nhiên vào phòng chuẩn bị ngủ. Dân Hùng bảo nàng: "Em cứ đi ngủ trước đi, để anh xuống nhà bếp nấu cua để tẩm bổ cho em." Mỹ Lệ nghe, trong lòng không vui. Tội cho con cua sắp bị chồng xơi thịt. Nàng âm thầm cầu nguyện Bồ Tát Quan Thế Âm hiển linh cứu con vật đáng thương kia, để chồng nàng không ăn nó. Dân Hùng xuống nhà bếp bắt nước lên và bật lửa nấu nước. Chàng chuẩn bị bát cua bỏ vào nước sôi. Trong lúc khẩn trương này thì kỳ tích bỗng dưng xuất hiện. Dân Hùng ngạc nhiên nhìn con cua, không biết vì sao nó cứ quay mòng mòng trong thùng. Thấy Dân Hùng thò tay định bắt thì nó vội đưa càng lên run rẩy, tỏ vẻ rất sợ hãi. Dân Hùng thấy vậy thì ngây người ra ngó. Trong lòng bỗng lóe lên ý nghĩ: sao mình ích kỷ quá vậy? Vì muốn ăn ngon sướng miệng một chút mà kết liễu những con cua đáng thương này. Những con cua này tội nghiệp quá. Thế là chàng quyết định ngày mai trời sáng sẽ đem cua đi phóng sinh. Lúc này Mỹ Lệ trong phòng ngủ vạn phần nóng ruột. Vì không biết mạng sống con cua ra sao nên nàng cứ niệm danh hiệu Bồ Tát Quan Thế Âm liên tục để cầu cho con cua. Niệm được mười mấy phút, lòng vẫn không an nên nàng quyết định đi xuống nhà bếp tìm Dân Hùng. Vừa mới đi ra, nàng đã gặp chồng ngay trước cửa phòng. Nàng hỏi Dân Hùng: anh có ăn con cua đó không vậy? Dân Hùng lắc đầu trả lời: không, anh không ăn nó đâu. Anh định sáng mai đem nó đi phóng sinh. Em xuống bếp mà xem, con cua vẫn còn sống đó. Mỹ Lệ nghe nói bán tính bán nghi, thầm nghĩ đây là chuyện không thể. Chồng nàng nôn nóng muốn có một món ăn ngon, con cua kia làm sao mà thoát được. Hồi nãy chàng cứ khăng khăng đòi làm thịt cua mà, sao bây giờ lại muốn phóng sinh nó? Mỹ Lệ thắc mắc vô cùng. Vừa nghĩ, nàng vừa đi vào nhà bếp xem thì thấy đúng là con cua vẫn còn nằm trong thùng. Mỹ Lệ đi vào phòng ngủ hỏi chồng mọi sự. Dân Hùng liền kể hết mọi chuyện vừa xảy ra cho nàng nghe. Mỹ Lệ chợt nhớ lại tình huống này giống như hai câu trong kinh Diệu Pháp Liên Hoa Phẩm Phổ Môn đã diễn tả: niệm bỉ quan âm lực, tức thời khởi từ tâm. Đây có lẽ nhờ uy thần vĩ đại của Bồ Tát Quan Âm hiển linh cứu con cua. Sáng hôm sau, hai vợ chồng cùng ngồi vào xe hơi, Dân Hùng lái xe đem cua đi phóng sinh. Vào mùa xuân, cây cối xinh tươi, các nhánh cây trổ chồi non lố nhố, giống như những mầm sống mới bắt đầu. Xe dừng dưới một cội cây to, Mỹ Lệ xách thùng đựng cua xuống xe. Hai người chuẩn bị thả nó xuống suối. Họ niệm danh hiệu Bồ Tát Quán Thế Âm, tùng chú Đại Bi và niệm Phật A Di Đà. Khi con cua nghe niệm thánh hiệu Phật, Bồ Tát, nó tỏ vẻ rất hớn hở. Bấy giờ, Mỹ Lệ và Dân Hùng mới phát hiện ra con cua này thật khả ái. Dân Hùng cũng nhận ra mình quá tàn độc vì đã ăn thịt biết bao nhiêu loài thủy tộc đáng thương. Bây giờ, nhờ thả con cua mà chàng mới hiểu được, loài vật cũng có tình cảm, nhưng con người hàng ngày lại đem những loài vật đáng yêu này quay, nướng, chưng, chim, thật là bất nhẫn quá. Mỹ Lệ đặt thùng xuống, con cua bò ra, đưa hai càng lên, bồ điều rất vui vẻ như bái chào từ biệt,
giống như cảm tạ họ đã ban ân cứu mạng nó. Dân hùng nhìn thấy thái độ tri ân của con cua, lòng rất cảm động. Chàng âm thầm quyết định kể từ hôm nay sẽ trường chai cùng vợ. Mỹ Lệ có một cô em gái, thường cảm thấy lá phổi đau đớn. Sau đó cô đến bệnh viện kiểm tra và chụp X-quang. Bác sĩ nói là không có bệnh gì, nhưng nhìn trên phim chụp lại thấy có hai cái lỗ to, chẳng biết là thế nào. Sau đó em gái Mỹ Lệ sực nhớ tới hồi nhỏ, cô thường chơi nghịch, ngắt bẻ cánh bọ rầy và chuồn chuồn, lại còn chọc thủng hai lỗ trên thân chúng. Bây giờ, nhìn hai lỗ thủng trên phim X-quang, cô thấy giống y như hai lỗ thủng mà cô thường dùi trên thân thể chuồn chuồn. Mỹ Lệ có một người anh hai, lúc 30 tuổi, đột nhiên hai chân không thể cử động, bác sĩ khám cũng không tìm ra nguyên nhân. Sau, Mỹ Lệ tặng cho anh một cuốn kinh Bồ Tát Địa Tạng Vương. Anh đọc rồi, hiểu sâu và chợt nhớ. Hồi nhỏ, mình thường bẻ chân với mèn, chuồn chuồn, bọ ngựa và các con thú nhỏ khác. Do vậy mà giờ bị quả báo, hai cẳng không cử động. Đây chính là trong kinh Địa Tạng Vương có nói. Nếu tàn hại sinh vật, thì bị quả báo tai ương thương tật. Mỹ Lệ thấy chuyện nhân quả báo ứng của anh trai và em gái, trong lòng thường nghĩ đến việc sát sinh chồng chất của mình. Không kể trong nhiều kiếp sinh tử luân hồi đã qua, chỉ tính kiếp này thôi cũng đủ sợ. Vì lúc chưa biết Phật Pháp, do ngu muội, nàng đã sát sinh rất nhiều, nên bây giờ nàng thầm lo, chẳng biết bao giờ quả báo sẽ giáng xuống đầu mình. Bởi vì hồi trước, chồng nàng thích ăn mặn, ưa xơi đủ thứ thịt và hải sản, vì vậy mà nàng thường phải giết gà vịt, sát sinh đủ loài để làm chồng vui. Cổ nhân thường nói, quân tử lánh xa nhà bếp, ác là nguyên nhân này đây. Bởi vì trong bếp sát sanh rất nhiều, người quân tử không nỡ nhìn và nghe, cho nên không xuống bếp. Từ khi Mỹ Lệ hiểu Phật Pháp rồi, mới biết đến chuyện nhân quả trả vay báo ứng. Do tội sát sinh, nên sau khi quy y Phật không lâu, thì nàng phát bệnh. Đi chữa chạy khắp hết các thầy thuốc đông y, tây y toàn tỉnh, mà bệnh vẫn không lành. Bạn bè dân hùng hay tin Mỹ Lệ bệnh, sẵn dịp chính phủ mở cửa, cho phép dân Đài Loan sang thăm đại lục, nên họ giới thiệu và khuyên vợ chồng dân hùng hãy qua đại lục trị bệnh. Thế là hai vợ chồng liền đáp phi cơ sang Thái, rồi từ đó bay sang Bắc Kinh. Ngồi trên phi cơ, hai vợ chồng dự tính là trước tiên họ sẽ đi thưởng ngoạn các danh lam thắng cảnh, ghé Thiên Am Môn và tham quan cung điện hoàng đế, rồi mới vào y viện Bắc Kinh trị bệnh sau. Phi cơ vừa đáp xuống sân bay Bắc Kinh, hai vợ chồng liền tìm một hướng dẫn viên thành phố để nhờ họ dẫn đến Thiên An Môn trước. Chính tại đây, một chuyện kỳ lạ xảy ra. Quảng trường Thiên An Môn rất rộng lớn, hai vợ chồng đi ngót hơn 4 tiếng đồng hồ, đi đến hai chân mỏi nhừ. Sau đó, Mỹ Lệ rời dân hùng tìm đến nhà vệ sinh công cộng. Lúc đi vào nhà xí, nàng bỗng thấy một đốm sáng màu đỏ nhấp nháy xẹt qua, trông rất kỳ quái và đáng sợ. Nàng nghĩ chắc là do mình hoa mắt. Đi vệ sinh xong, nàng đem việc này kể cho dân hùng nghe, bị dân hùng la cho một trận. Chàng nói, tại vì em cứ đòi đi hoài, bây giờ mệt đuối, đầu choáng váng hoa mắt, mới trông gà quá cuốc, nhịn đông ra tay như vậy thôi. Nhưng lúc dân hùng đến nhà vệ sinh công cộng, vừa mở cửa nhà xí ra, thì đột nhiên cũng thấy một đốm màu sáng đỏ lóe lên. Lòng dân hùng thoáng dấy lên một chút sợ hãi, vì chàng có cảm giác như đang gặp phải một đối thủ khó kình chống. Hai người đi nhà xí xong, thì đầu Mỹ Lệ chợt đau như muốn vỡ tung. Dân hùng và anh hướng dẫn viên đành hộ tống nàng về khách sạn. Mới đi được nửa đường, thì thấy sắc mặt Mỹ Lệ càng lúc càng nhợt nhạt. Trên đường, nàng cứ khóc mãi không thôi. Dân hùng đành đưa Mỹ Lệ đến y viện. Vào bệnh viện Bắc Kinh, các bác sĩ cho Mỹ Lệ uống thuốc và nàng ngủ thiếp đi. Hôm sau, dân hùng vừa đến bệnh viện thì cô hộ lý kéo chàng qua một bên nói nhỏ. Ngô tiên sinh ơi, Mỹ Lệ vợ của ông có thái độ rất kỳ. Ông hãy tự mình đi vào xem đi, thì sẽ biết ngay.
Dân Hùng liền vào phòng thăm vợ, thấy Mỹ Lệ nằm dài trên giường, giọng nói nàng biến đổi rất lạ, giống như là một người khác. Nàng nói: "Ta là tỳ nữ Tống Triều, ngày xưa hầu công chúa Thăng Hoa. Tiền thân Lâm Mỹ Lệ chính là công chúa Thăng Hoa. Còn mi Ngô Dẫn Hùng tức là phò mã trong nạn kiếp xưa. Công chúa Thăng Hoa nhân vì giết phu nhân Mỹ Loan, vợ trước của phò mã, nên đã giết luôn mười mấy người tỳ nữ biết chuyện đi diệt khẩu. Nhóm quỷ dữ chúng ta tìm kiếm công chúa Thăng Hoa đã rất lâu rồi. Hôm nay cuối cùng các người cũng dẫn xác tới. Giờ thì chúng ta muốn đòi mạng ả, ả phải bồi thường cho chúng ta." Hồn quỷ nói xong, Mỹ Lệ bị hành đau đớn, khóc to không dứt. Dân Hùng nghe oan quỷ nói, không kìm được run sợ nên phát rét. Chàng nghĩ, nhất định hồi nãy cô hộ lý chắc đã nghe qua những lời nói lạ lùng này rồi. Chàng sợ đến muốn bỏ chạy, nhưng vẫn ráng làm gan, thu hết can đảm, cố ra vẻ cứng cỏi nói: "Tôi cầu xin các vị oan quỷ hãy tha cho vợ tôi một phen. Nếu các vị có yêu cầu gì, tôi đều đáp ứng hết. Chỉ xin các vị tha mạng cho vợ tôi thôi." Hồn quỷ nói: "Không dễ gì tha thứ đâu. À, chúng ta chết quá thê thảm. Có nhiều người phải nhận lấy cái chết oan khuất không minh bạch. Mày bảo chúng ta tha cho ả được sao? Như thế, chẳng phải là quá dễ dàng cho ả? Mày có biết chúng ta bị ả hại chết rồi bị đọa xuống địa ngục. Ở trong ngục, nhận chịu trăm ngàn thống khổ. Không bao lâu mới từ địa ngục được thả ra. Nhóm chúng ta đọa vào cõi quỷ sống, vất vưởng bơ vơ vô chủ. Chỉ biết nương theo gió, lẫn quanh quẩn quanh Thiên An Môn. Giờ đã gặp Thăng Hoa chuyển thể thành Mỹ Lệ. Chúng ta đang tìm ả mà báo oán cừu kiếp trước đây." Dân Hùng nghe quỷ thịnh nộ kể lễ, liền nói: "Tôi thấy cách này là tốt nhất. Các vị đã rất thống khổ, hãy để tôi kêu Mỹ Lệ xuất tiền làm đám và lễ tụng một bộ lương hoàng sám để cầu siêu cho các vị. Chỉ cần các vị chịu tha mạng cho Mỹ Lệ, nương vào công đức lương hoàng sám, các vị sẽ sớm siêu sinh thôi." Quỷ nói: "Được, nếu hôm nay không phải mi nói tha thiết hết tình thì chúng ta nhất quyết đòi mạng ả. Nhưng giờ đây mi đã hứa thì phải biết giữ lời, nếu không chúng ta sẽ quay lại bắt ả báo thù. Thôi chúng ta đi đây." Giọng nói Mỹ Lệ đã trở lại bình thường như xưa, nhưng nàng lại chìm vào hôn mê bất tỉnh. Dân Hùng vừa kêu bác sĩ, họ trị liệu xong mặt nàng mới dần dần khởi sắc. Mỹ Lệ nằm viện suốt mười mấy ngày, thân thể dần chuyển tốt. Suốt thời gian Mỹ Lệ nằm viện, Dân Hùng một mực ở kề bên chăm sóc, trông nom tử tế. Nửa tháng sau, bác sĩ cho Mỹ Lệ xuất viện. Thấy vợ lành bệnh rồi, Dân Hùng bảo: "Nghe nói ở Bắc Kinh có rất nhiều cổ vật. Các bạn anh nói nếu mà có đến đó thì ít nhất phải mua một thứ cổ vật đó đem về." Mỹ Lệ xuất viện được 3 ngày thì Dân Hùng đưa nàng đến gian hàng bán đồ cổ. Đây là một gian hàng đồ cổ nổi danh. Nhưng thêm một việc kỳ quái nữa phát sinh. Hai vợ chồng vừa đến nơi thì nhân viên sốt sắng mời hai người thưởng ngoạn. Dân Hùng ngắm các món đồ cổ xinh đẹp đang trưng bày la liệt và cầm lên một cái chén sứ còn đang xăm sôi, thì chủ quầy vội nói: "Trời ơi, tiên sinh thật có mắt tinh đời. Đây là cái chén cũ long ngọc của hoàng đế Triều Minh, rất là quý hiếm, dùng để ăn cơm đó. Nếu ông ưa nó thì tôi sẽ giảm chút giá cho, bán rẻ cho ha. Chỉ lấy 440 đô thôi, chịu không?" Mỹ Lệ đứng bên nghe vậy, tức giận nói: "Một cái chén nhỏ xíu mà tính giá như vậy là quá mắc. Ông chủ quán nè, ông có tính lộn không vậy? 440 đô, trong khi công nhân á, mỗi tháng ông chỉ trả có 6-7 đô. Bộ ông nghĩ chúng tôi toàn là dân giàu không hả, nên mới nói giá trên trời như vậy." Dân Hùng nghe vợ ca cẩm, cảm thấy nàng nói có lý, chàng tiếp tục thưởng ngoạn các thứ khác. Cả hai cứ đi tới mãi. Bỗng Mỹ Lệ nhìn thấy một đôi bình hoa rất đẹp, cao khoảng 25cm. Đột nhiên, nàng tỏ vẻ rất sợ hãi, giọng nói cũng thay đổi nghe rất lạ.
Tôi không muốn xem mình qua đâu. Tôi bị công chúa Thăng Hoa dùng bình này đập vào đầu, chảy máu rất là nhiều, chảy mãi cho tới chết. Một đời này của tôi, sợ nhất là thấy bình hoa. Tôi không muốn xem nữa, tôi sợ lắm. Nhanh lên, mau đem bình hoa dẹp đi, đem ngay ra đi. Tôi không muốn thấy đó, tôi không muốn nhìn thấy bình hoa, tôi không muốn nhìn thấy bình hoa đáng sợ này. Bây giờ, Dân Hùng mới biết là hồn quỷ ở trên thân Mỹ Lệ đang nói. Chàng không biết xử trí ra sao, nhìn thấy Mỹ Lệ té xỉu, chàng vội gọi điện kêu xe cấp cứu đưa vợ vào bệnh viện. Bác sĩ nói, bà nhà mới xuất viện không bao lâu, do bồi dưỡng chưa đủ, lại thêm bị sốc, cần phải nhập viện lại, nếu không sẽ nguy hiểm đến tính mạng. Tốt nhất ông nên đưa bà về nước, vào bệnh viện lớn để cấp cứu. Dân Hùng hết cách, đành nghe theo bác sĩ, lập tức đáp phi cơ về nước, tụng kinh, cầu cho oan quỷ. Về tới Đài Loan, Dân Hùng tức tốc đưa Mỹ Lệ vào bệnh viện Đài Đại. Bác sĩ tìm không ra nguyên nhân hôn mê của Mỹ Lệ, đành truyền nước biển hỗ trợ thêm cho nàng. Dân Hùng nhìn thấy vợ ngày càng nguy kịch, vội đi tìm sư phụ An ở ngôi chùa X và thỉnh tăng ni trong chùa đến trợ niệm vãng sinh cho Mỹ Lệ. Tụng hai ngày hai đêm, nhưng Mỹ Lệ từ đầu đến cuối vẫn hôn mê không tỉnh. Sư An thấy tình hình Mỹ Lệ như vậy, đành hỏi Dân Hùng, vợ ông qua đại lục có phát sinh việc gì kỳ quái không? Nếu không, vì sao trợ niệm mãi mà tình trạng vẫn không thay đổi? Ông hãy ráng nhớ lại xem. Dân Hùng suy nghĩ rất lung, sau đó mới đem hết những chuyện xảy ra bên đại lục nhất nhất kể ra hết. Sư An lại hỏi Dân Hùng, vậy khi các vị quay về không hề tụng Lương Hoàng Sám để cầu siêu cho oan quỷ à? Dân Hùng lắc đầu đáp, không. Trong thời gian vợ tôi nằm viện, tôi bận chăm sóc, không có thời gian để đến các chùa mời thỉnh chư tăng tụng Lương Hoàng Sám để giải oan cho quỷ. Sư An nghe Dân Hùng nói vậy liền bảo, vợ ông bệnh nhất định là bị các oan gia trái chủ trong quá khứ đến đòi nợ. Những oan gia này là các hồn quỷ mà hai vị đã gặp ở đại lục. Chắc chắn họ đã thọ khổ trong ba đường ác. Vợ chồng các vị nay đã biết tu tập, vì vậy oan quỷ đặc biệt tới đòi các vị hồi hướng công đức và tụng kinh Lương Hoàng Sám cầu siêu cho họ. Do vậy mà vợ ông vô phương giảng sanh. Tốt nhất là ông nên phát nguyện siêu độ cho oan quỷ, nếu không bác sĩ cũng bó tay, không thể nào chữa lành bệnh cho vợ ông. Dân Hùng nghe nói, mắt rưng rưng lệ. Suy nghĩ một hồi, chàng khấn vái, những quan quỷ của chúng tôi ơi, xin đừng có đòi mạng vợ tôi. Chỉ cần cô ấy không có chuyện gì xảy ra, thân thể khang kiện rồi, tôi nhất định sẽ thỉnh thầy chư tăng ni tụng một bộ kinh Lương Hoàng Sám cầu siêu cho chư vị. Dân Hùng hứa xong, đột nhiên thấy Mỹ Lệ cử động, bắt đầu thở được. Sư An và các tu sĩ thấy bệnh Mỹ Lệ chuyển tốt, bèn từ giả Dân Hùng quay về chùa. Mỹ Lệ nằm viện suốt 3 tháng. Dân Hùng do bận rộn chăm sóc Mỹ Lệ đã gầy tộp người đi. Sau khi xuất viện, Mỹ Lệ được Dân Hùng dìu về nhà nằm dưỡng. Không bao lâu sau thì nàng dần dần hồi phục mạnh khỏe. Để giúp họ thực hiện lời hứa với oan quỷ, Sư An tổ chức đại lễ tụng Lương Hoàng Sám tại chùa. Trong đại lễ này, ngoài Dân Hùng và vợ, còn có em gái và anh trai Mỹ Lệ cũng đến tham dự. Toàn gia cùng tụng Lương Hoàng Sám, tiếng tụng vang vang. Trên hồi Lương Hoàng Sám, hoa tung bay, tùng lệ sám sống tôi diệt ngay. Xin quyền tương phùng cùng nhau trong pháp hội. Đại lễ sám hối khai mạc được hơn 1 giờ thì việc lạ xảy ra. Trên đầu Mỹ Lệ bỗng suốt mồ hôi lạnh to như hột đậu, hạt hạt thi nhau rơi xuống. Nàng bị chóng mặt, hoa mắt. Dân Hùng nhìn thấy vợ thần sắc nhợt nhạt, vội hỏi, em làm sao vậy? Có chuyện gì vậy? Mỹ Lệ không còn trụ vững nữa,
cũng chẳng thể trả lời, mặt chuyển sang sắc đen. Dân Hùng liền bảo em gái Mỹ Lệ: Trong Mỹ Lệ sắc mặt kém quá, em hãy mau vào trong chùa xin chư tăng dành cho chúng ta một chỗ để cho Mỹ Lệ tạm nghỉ dưỡng. Có thể do Mỹ Lệ vừa mới ra viện không lâu, lại phải tụng kinh sám lễ quá mệt, em hãy mau thỉnh sư an đến. Anh e là sẽ xảy ra chuyện đó. Thôi, anh đi dìu Mỹ Lệ đi nghỉ trước đây. Em gái Mỹ Lệ vội đi mời sư an, sư chỉ chỗ nghỉ ngơi cho Mỹ Lệ. Mỹ Lệ vừa nằm xuống thì bắt đầu lăn lộn đau đớn trên giường. Dân Hùng và em gái Mỹ Lệ không biết làm sao, vội hỏi sư an nên làm sao cho tốt. Sư đáp: Căn cứ theo kinh thuyết, tụng lương hoàng sám có thể giúp vong quỷ siêu thăng thiên giới. Nhưng nếu người có nghiệp chướng sâu nặng, hoặc kẻ đang bị oan quỷ đòi nợ mà tham dự pháp hội lương hoàng sám, thì sẽ phát bệnh hoặc nhức đầu, thân thể đau đớn. Dân Hùng lại hỏi sư an: Thưa thầy, vậy thì tình trạng của vợ con bao giờ mới lành thầy? Sư an lắc đầu nói: Rất khó đoán, mỗi người đều có nghiệp chướng không giống nhau, vì vậy thời gian bệnh hành cũng khác nhau. Bao giờ bệnh của vợ ông chuyển tốt cũng không ai biết được. Ngay lúc đó, Mỹ Lệ đau đớn rên to, âm thanh hãi hùng vang trời vang đất. Mọi người đành đứng nhìn bó tai hết cách, không biết xử trí ra sao. Đột nhiên giọng Mỹ Lệ đổi khác, thổ âm rất lạ, giọng kể thảm thiết: Ta là Mỹ Loan, phối ngẫu của phò mã, chồng công chúa Thăng Hoa đời Tống. Thăng Hoa không những đoạt chồng của ta, còn giết ta chết thảm. Ta chết rất oan uổng, lòng đầy căm hận, nên đã kêu oan trước điện Diêm La Vương. Diêm Vương rất thông cảm cho hoàn cảnh của ta, vừa mất chồng lại bị giết hại, nên đã chấp nhận cho ta được phép tìm Thăng Hoa. Nay đã đầu thai thành Mỹ Lệ, đòi nợ báo oan. Này Lâm Mỹ Lệ, hãy đền mạng cho ta. Mọi người chứng kiến tại hiện trường đều kinh sợ, xương cốt phát run. Đây chính là trong kinh từng nói: nhân duyên hội đủ, quả báo tới là phải trả. Sư an đành đứng ra khuyên: Nè Mỹ Loan, xin cô hãy bao dung, giơ cao đánh khẽ, tha cho Lâm Mỹ Lệ được toàn mạng. Bởi hiện nay Mỹ Lệ đã biết ăn chay tập tu, còn nguyện vì các vị tụng một bộ lương hoàng sám cầu siêu. Hy vọng các vị có thể nương công đức này mà siêu thăng thiên giới. Không cần phải đi tìm cô ấy báo thù làm gì cho thêm phiền lụy, cô hãy tha cho cô ấy đi, có được không? Oan quỷ nói: Ả này trong kiếp trước, lúc làm Thăng Hoa công chúa, đã tạo ác, giết người vô số, lại thêm nhiều đời nhiều kiếp mê ăn thịt loài vật, sát hại gà, vịt, cá, heo, vân vân. Tội ác quả tạo lớn như núi Tu Di, đúng như trong kinh Địa Tạng từng nói: tội kia quá to, sâu như biển, làm chướng ngại thánh đạo. Vậy thì có lẽ nào chỉ nhờ vào công đức tụng một bộ kinh lương hoàng sám nhỏ xíu mà mong có thể chống đỡ, phủi hết mọi tội lỗi nặng nề hay sao? Sư A nghe cảm thấy oan quỷ nói rất đúng, dịu giọng khuyên: Đúng vậy, cô nói không sai. Tuy Mỹ Lệ tạo tội oan nghiệp rất lớn, nhưng mong cô nghĩ lại, vì trong kinh điển cũng từng thuyết, chỉ cần người có tâm ăn năn sám hối, chịu thành tâm sám hối, các nghiệp ác mình đã tạo từ các kiếp xa xưa, quyết tâm tu sửa, hướng thiện, nỗ lực tu hành, biết tạo công đức, siêng tụng kinh điển, chuyên tâm trì chú hay niệm Phật Bồ Tát, nương nhờ oai lực chư Phật Bồ Tát, mà có thể tội nặng được trả báo nhẹ. Oan quỷ khóc nói: Sư thầy lý luận như vậy thì mối hận thâm thù trong quá khứ của tôi suốt bao nhiêu năm cũng không còn cách gì báo oán à. Nếu vậy tôi chẳng cam tâm, tôi nhất định phải báo thù. Sư An giải thích: Tôi không hề có ý nói như vậy để làm cô thiệt thòi. Xét tình hình hiện thời, chính lòng căm hận thâm sâu đã lưu giữ cô ở mãi trong ba đường ác. Như vậy rất là khổ, khiến cô vô phương chuyển thế đầu thai. Bây giờ cù nhân của cô là vợ chồng Mỹ Lệ, đang rất hối cải,
họ đã biết tích đức tạo thiện, trường trai, chân thành tu hành sửa lỗi. Vì vậy, xin cô hãy bao dung, mở lòng tha thứ để tâm tư cô nhẹ nhàng, và có thể thoát ra ba cõi, để cô có thể hưởng được hạnh phúc an lạc mà cô đáng được hưởng. Cô không nên tìm họ đòi nợ nữa. Tôi khuyên cô hãy chuyển tâm hận thành tâm lành hỷ xả. Điều này sẽ đem lại hạnh phúc rất lớn cho cô, vì tâm tốt, chiêu cảnh tốt. Bây giờ cô hãy siêng năng lui tới chùa tham dự các pháp hội, chịu khó nghe kinh tập tu, và chấp nhận ban cho quan gia của cô một cơ hội tu hành, chuộc lỗi, để họ tạo được công đức hồi hướng đến các vị, để các vị có thể chuyển thế đầu thai vào cõi lành. Như vậy chẳng phải sẽ tốt hơn rất nhiều sao? Tất cả do tâm tạo, chịu buông xả quán hận, là các vị không còn phải ở trong ba đường ác chịu khổ. Cô có đồng ý không? Oan quỷ nghe sư An phân giải, dịu giọng nói: Hôm nay nếu chẳng phải thầy thuyết có nghĩa, có tình và hợp lý, thì tôi nhất quyết không tha cho ạ. Này Lâm Mỹ Lệ, ngươi phải nhớ cho rõ, nợ kia sau này ta sẽ tính. Nếu như ngươi không tu đàng hoàng, lòng hối cải không chân thành, ngươi phải làm thật nhiều công đức để hồi hướng cho tất cả quan quỷ chúng ta. Nếu không, chúng ta sẽ đến hành tội tàn khốc. Giờ ta đi đây. Oan quỷ đi rồi, Mỹ Lệ hồi phục như cũ. Nghỉ ngơi một chút, nàng cùng mọi người tiếp tục tụng lương hoàng sám. Pháp hội kết thúc, Mỹ Lệ cũng dần dần hồi phục mạnh khỏe. Nửa năm trôi qua, một tối nọ, Mỹ Lệ đang nằm trong phòng, đột nhiên nhìn thấy các con vật cả đời mình từng giết ăn như gà, vịt, cá, heo, vân vân. Chúng đồng tới đòi mạng, cấu xé nàng. Mỹ Lệ sợ quá, kêu thất thanh. Dân hùng thấy tình hình như thế, vội vàng chạy đến niệm danh hiệu Phật và tụng chú vãng sinh. Lúc này, Mỹ Lệ bỗng dưng nhìn thấy một con cua to lớn mà vợ chồng nàng từng phóng sinh, chạy tới, can ngăn khuyên lơn, đám loài vật đừng đòi nợ. Mỹ Lệ lúc này đầu đau nhức như muốn vỡ tung. Nàng vội niệm Phật, Dương Hùng cũng vội cầm máy niệm Phật đến. Hai người cứ niệm, niệm theo mãi. Cả hai chẳng biết mình niệm được bao lâu, cho đến khi họ thấy một đạo hào quang và hình ảnh Đức Phật A-di-đà cực lớn đang hiện thân tiếp dẫn vô số loài vật kia. Khi không còn thấy chúng nữa, vợ chồng mới ngưng niệm. Chuyện Mỹ Lệ và Dân Hùng đời trước từng làm công chúa phò mã được nhiều người biết nên đã kể lại và lưu truyền rộng rãi trong giới Phật giáo miền Bắc Đài Loan. Do vậy mà câu chuyện này được viết lên dựa theo đó, mong mọi người đọc xong đều thu được lợi ích. Lợi ích giàu sang phú quý. Giàu sang phú quý bao giờ cũng là ước mơ của nhiều người. Tuy nhiên, không phải ai cũng có thể biến ước mơ kia thành hiện thực. Có nhiều người sinh ra trong gia đình được xem là giàu có, nhưng họ có thật sự là người giàu không? Đó lại là chuyện khác. Trước hết, nói về phương diện vật chất như tiền của, các phương tiện trong đời sống, cách ăn, mặc, ở, cách sử dụng tiền bạc phục vụ cho nhu cầu cuộc sống v.v. thì nhiều người trông có vẻ rất giàu có. Họ ở nhà cao cửa rộng, có ô tô lẫn xe máy sang trọng, có tài khoản lớn trong ngân hàng, có mức thu nhập cao, nhưng họ luôn than vãn với bạn bè về cuộc sống của họ. Không phải ai than vãn với người khác cũng vì sợ người khác nhờ vả. Có người than vãn vì họ cảm thấy khổ thật sự. Họ bị căng thẳng, mệt mỏi vì công việc do phải bù đầu từ sáng đến tối, đôi khi còn mang về nhà làm vì thời gian ở công ty không đủ. Những người phụ nữ còn vất vả hơn vì những công việc sau giờ làm ở công sở như nấu ăn, đưa đón con đi học, giặt giũ, chăm lo nhà cửa, dạy dỗ con cái v.v. Đó là chưa kể thời gian họ bỏ ra để chăm sóc bản thân, làm đẹp, quan tâm đến cách ăn mặc, chân diện. Họ phải bận tâm nhiều việc hơn đàn ông, có khi rơi vào tình trạng stress, trầm cảm. Đó là chưa kể những người có quá nhiều ước mơ, có quá nhiều khát vọng làm giàu, đã giàu lại muốn giàu hơn,
muốn bằng bạn bè, đồng nghiệp, hàng xóm, bà con dòng họ về nhiều phương diện, thậm chí muốn hơn chứ không muốn ở mức bằng. Muốn có địa vị cao trong xã hội, muốn được trọng vọng, muốn nổi tiếng và có nhiều người ngưỡng mộ. Muốn vừa giàu lại vừa sang, vừa phú lại vừa quý, vừa xinh đẹp lại trẻ trung, vân vân. Có muôn nghìn mong muốn, ước vọng tạo áp lực rất lớn cho nhiều người, nhưng không phải mong muốn ước vọng nào cũng thích đáng. Có khi người ta còn truyền cái khát vọng của mình cho con cái, bắt nó phải gánh lấy cái hoài bão của mình, xem đó là trách nhiệm của nó. Chẳng hạn như mình buộc con mình phải học ngành này, nghề nọ dù nó không thích, không đủ khả năng. Muốn con mình phải học ở trường danh tiếng, học ở lớp chọn, lớp chuyên, phải có học vị cử nhân, thạc sĩ, tiến sĩ, có bằng cấp quốc tế, dù năng lực của nó chẳng tới đâu. Xét kỹ thì các bậc cha mẹ này vì mong muốn của mình nhiều hơn vì tương lai con cái. Nhưng đôi khi mình tự gạt mình, ngụy biện cho tâm ý của mình, cho rằng mình vì thương con cái nên mới làm như vậy. Có người mong muốn tương lai con cái mình làm ông này bà nọ, có địa vị cao trong xã hội, giàu có và danh tiếng để mình hãnh diện với đời. Có người nghĩ rằng mình giàu có, danh vọng thì con cái cũng phải thế để thiên hạ không chê cười. Có người muốn con cái phải được như thế này, được như thế khác để so sánh, tranh đua với bà con dòng họ, với hàng xóm láng giềng và bè bạn. Có rất nhiều lý do mà người ta tự tạo áp lực cho mình và cho những người thân. Cuộc sống có quá nhiều áp lực sẽ khiến cho người ta căng thẳng, mệt mỏi. Cuộc sống quá bận rộn sẽ khiến cho người ta mất niềm vui, không cảm nhận được hạnh phúc. Sống đời sống dư dả, thừa thãi khiến cho người ta chán chường, không thấy được những giá trị mà người khác ước mơ, khao khát, không biết nâng niu quý trọng những gì mình đang có. Chính vì thế mà không ít người vẫn than thở dù đang sống một cuộc sống giàu sang. Nhiều người sống trong cảnh sung túc nhưng vẫn có nhiều tham muốn, khát vọng, họ không thỏa mãn với những gì đang có, cứ muốn đủ thứ, cứ so sánh mình với người nọ, người kia. Những người này bao giờ cũng khổ, tuy họ giàu nhưng lại nghèo vì luôn thấy thiếu. Cũng như lời Đức Phật dạy trong Kinh Di Giáo, người biết đủ, tri túc, dù nằm trên đất cũng thấy an vui, người không biết đủ, dù ở thiên đường cũng không vừa ý. Cứ mãi chạy đuổi theo tham muốn khát vọng không ngừng, không biết mãn nguyện thì rất mệt mỏi. Mãn nguyện là hạnh phúc, chân lý này rất đơn giản, nhưng ít ai nhận ra và cũng ít người hiểu được. Tài sản, của cải, địa vị, danh vọng chẳng phải là phương tiện để có được sự hài lòng, mãn nguyện sao? Nhưng khi có nó rồi, chúng ta lại không mãn nguyện mà lại tiếp tục chạy theo những tham muốn, khát vọng không cùng tận của mình. Vì thế mà chúng ta luôn thiếu, luôn nghèo, cứ kiếm tìm và kiếm tìm mãi. Nếu chúng ta biết mãn nguyện thì không nhất thiết phải có nhiều tiền của, nhiều phương tiện vật chất, không nhất thiết phải có địa vị, danh tiếng. Những người quá lệ thuộc vào địa vị, danh tiếng hay tiền của sẽ khó sống nổi một khi những thứ đó không còn. Mà chuyện đời khó đoán lắm, có ai dám chắc những thứ đó sẽ ở mãi bên ta. Hải thượng lãng ông Lê Hữu Trác có nói, chỉ có tiếng thơm đời để mãi, giàu sang giả dối vốn phù vân. Dân gian cũng có câu, không ai giàu ba họ, không ai khó ba đời. Cuộc đời rất vô thường, không ai biết trước được ngày mai. Chiến tranh, khủng hoảng kinh tế, làm ăn thua lỗ, thiên tai dịch bệnh, hỏa hoạn, lũ lụt, cường quyền ác bá, trộm cướp, vợ chồng xấu, con cái hư hỏng, đều là những nguyên nhân có thể khiến cho người ta trắng tay, làm thay đổi hoàn cảnh sống, thân phận, địa vị của con người. Đức Phật dạy, do hành động, do nếp sống hàng ngày tạo nên người nông dân, thương gia hay nô bộc. Do hành động, do nếp sống hàng ngày tạo ra hạng trộm cắp, binh sĩ, tu sĩ hay vua chúa. Có nghĩa là con người cao quý hay thấp hèn, giàu có hay nghèo nàn không phải do hoàn cảnh sinh trưởng, sinh trong nhà giàu hay nghèo, con nhà quan hay con nhà dân, không phải do có nhiều tài sản, của cải, có địa vị, danh tiếng, mà do hành động, việc làm, do nếp sống hàng ngày tạo ra. Ví như do sự học tập,
rèn luyện mà người ta trở thành kỹ sư bác sĩ. Do cách ăn mặc, đi đứng, nói năng, cách làm việc, hành xử, do có phong cách cao quý, có nếp sống văn hóa, văn minh mà trở nên cao quý, chứ không phải do sinh ra trong gia đình quyền quý, không phải do có nhiều tiền. Giàu sang mà không có tư cách, tác phong, không có phẩm chất đạo đức thì cũng trở thành thấp hèn, ti tiện. Giàu mà không có nếp sống văn hóa, văn minh thì chỉ có giàu mà không có sang, có phú mà không có quý. Có điều, những người như thế này lại có không ít trong thực tế đời sống xung quanh ta. Có những người rất giàu nhưng keo kiết, bủn xỉn, ăn không dám ăn, mặc không dám mặc, chưa hề biết nhường cơm sẻ áo với ai. Giàu có như thế có khác chi nghèo hèn. Họ không nghĩ rằng của cải rất phù du, có đó rồi mất đó. Nếu tai nạn, bệnh tật, trộm cướp, thua bài bạc, thất bại trong làm ăn xảy ra, chỉ buổi sáng buổi chiều, ngày trước ngày sau, có thể trắng tay mà không ai ngờ tới. Hãy nhìn cuộc sống của người dân ở các vùng bão lũ, hãy nghe những câu chuyện kể của những người đã trải qua sóng gió cuộc đời. Hãy xem tin tức trên các báo đài thì sẽ thấy sự thay đổi lớn diễn ra thường xuyên ở nơi này hay nơi khác, không đâu có thể tránh, không ai có thể lo lường. Vì thế, chúng ta hãy làm giàu nhân nghĩa, giàu tấm lòng, giàu trí tuệ, phước báo, giàu hạnh phúc, niềm vui. Hãy sống đời sống hướng thượng, sống có ích cho cuộc đời để con người mình trở nên cao quý. Chuyện kể của cảnh sát pháp y. Tôi là một cảnh sát y khoa tư pháp, người ta thường gọi là pháp y. Tôi cung cấp tư liệu giám định y học cho hai pháp viện và bốn chi nhánh công an tư pháp. Nói đơn giản một chút, nếu ở đâu xảy ra án mạng thì chở xác đến chỗ chúng tôi để chúng tôi nghiệm thay, kiểm tra, tìm ra nguyên nhân tử vong, rồi ghi lại báo cáo đầy đủ, giao cho pháp viện hay cục công an. Con người có sinh ắt có tử, nhưng nguyên nhân chết có đủ dạng, đủ kiểu, khó mà tưởng tượng nổi. Khi chúng tôi lập biên bản báo cáo, hành sự rất nghiêm túc, kỹ lưỡng, phải phân tích nguyên nhân chết, nguyên nhân trực tiếp dẫn đến cái chết, nguyên nhân phụ, tổng kết nguyên nhân tử vong. Sở dĩ tôi giải thích nhiều về thuật ngữ chuyên môn là muốn nói xã hội chúng tôi đối với cái chết luôn có giải thích đúng đắn, hợp pháp. Thí dụ như, có một ông già hơn 70 tuổi bị xe điện đè tông, đập đầu vào cục xi măng bên đường rồi chết. Kiểm tra, thấy phần đầu tổn thương, xương sọ bị vỡ dẫn đến tử vong. Trong đây, đầu bị thương là nhân căn bản, sọ bị ảnh hưởng là nhân trực tiếp. Hệ thống miễn dịch rối loạn là nhân phụ, nhưng giải thích như thế thực sự là cung cấp đáp án đủ cho vấn đề trọng đại, vì sao người ta chết hay chưa? Tôi làm ở Viện Pháp Y 26 năm, đối với hiện tượng này luôn cảm thấy hoang mang, khó hiểu. Bởi cũng đồng bị thương như thế mà có người chết, có người sống. Nghĩa là có người bị thương rất nhẹ lại chết, còn bị thương trầm trọng khiến ai cũng tưởng tiêu đời lại phát sinh kỳ tích sống được. Sau này khi tôi tiếp xúc với Phật Pháp, có được chút hiểu biết về đạo rồi thì đối với các vấn đề này đều có thể lý giải. Tử vong là một phần trong thế giới này, là điểm kết thúc của đời sống. Nếu như nhìn từ góc độ này, chúng ta có thể hiểu rõ chân tướng của tử vong. Những năm gần đây, tôi đối với các vụ án mình thụ lý, thường để tâm điều khiển thấu đáo và ghi lại tỉ mỉ. Càng tìm hiểu, càng thấy rõ cái chết không hề phát sinh ngẫu nhiên, mà nó chứng minh hùng hồn, xác thực về lý nhân quả. Tôi thường gặp quyến thuộc người chết nhìn tôi đau khổ, khóc lóc. Vì sao hắn lương thiện như vậy mà lại lìa đời quá sớm? Vì sao cái ông kia làm gì việc xấu quá mà hưởng thọ lâu vậy? Vì sao một người suốt đời cẩn thận hay gặp tai ba dạ gió? Vì sao người đi đường đến đoạn sơ ý, dù có bị xe tông lại chẳng hề hấn gì? Tôi nghĩ sở dĩ
có những oán trách này đều là do họ chẳng minh bạch nhân quả. Trước tiên xin kể vụ án làm cho tôi nhức ốc, ưu tư khốn đốn. Chính vụ án này đã đẩy tôi đến với Phật môn. Tuy án không phức tạp, nhưng do thời gian điều tra kéo dài, nên tôi tương đối nhập tâm. Vụ án cặp vợ chồng chết thảm năm 2002. Một chàng trai 28 tuổi, nửa khuya ra tay giết hại hai đấng sinh thành hơn 60 tuổi của mình. Cặp vợ chồng già này đang say ngủ thì bị con trói gô ở trên giường. Sau đó, y cắt cổ họ, máu văng chảy dính tường, rơi vương vãi. Hung thủ ngay trong đêm đó đã chạy trốn, rồi bị bắt tại một khu phố nhỏ ở miền Nam. Hung thủ đã kết hôn, có một con trai. Ngay đêm xảy ra án mạng, cô vợ do hôm trước nổ ra tranh cãi nên giận dỗi bồng con về nhà cha mẹ đẻ, nhờ vậy mà tránh được ác mộng thảm sát. Xem bề ngoài thì đây là vụ án rõ ràng, có chứng cứ vô cùng xác thực. Viện kiểm sát đã lấy khẩu cung, toàn bộ chứng cứ hoàn chỉnh, có đủ vật chứng, nhân chứng, tất nhiên phải nghiêm trừng, mau chóng phán quyết. Lần xét xử đầu, án tử hình lập tức được phán ra, nhưng luật sư biện hộ nói rằng phạm nhân bị thần kinh nghiêm trọng và yêu cầu tiến hành giám định thần kinh để xét xử sau. Thời gian điều tra kéo dài, do kết quả chưa rõ, vì vậy mà án cứ kéo dây dưa, cuối cùng phải hoãn án tử hình, để 2 năm sau chấp hành. Luật sư của hung thủ lại khiếu nại tiếp nữa, nhưng bị bác bỏ. Xem như tới chung thẩm thì phán quyết xong, án này kết thúc. Kể thì nghe nhanh gọn như vậy, chứ thực tế tính ra án này kéo dài tổng cộng 4 năm, tôi phải nhọc nhằn điều tra tỉ mỉ, lấy chứng cứ đến 7-8 lần, hồ sơ tư liệu tích lũy dày cộm. Hung thủ là con trai duy nhất trong gia đình, từ nhỏ được cưng chiều, tính tình cực kỳ hung dữ. Hung thủ kết hôn xong vẫn ở chung với cha mẹ, thường hay tranh cãi luôn. Mấy ngày trước khi xảy ra án, cha mẹ cùng vợ hung thủ đã nổ ra xung đột tranh chấp. Sau đó, hung thủ đòi cha mẹ cho tiền mua nhà, nhưng cha mẹ nói tạm thời không có tiền và chê trách con trai là hạng bất tài vô dụng, không lo làm việc, khiến họ mất mặt với láng giềng. Điều này đã khơi gợi ác niệm giết người nơi hung thủ. Thế nhưng, điều đây có đủ để giải thích cho động cơ giết người của hung thủ chăng? Trên thế giới này, những đứa con được cưng chiều biến thành gỗ nghịch, nay lại sinh tranh chấp cùng gia đình, liệu có bao nhiêu? Vì sao hung thủ cứ khăng khăng muốn giết cha mẹ mình như thế? Trong hồ sơ, tôi phát hiện một đoạn khẩu cung cực kỳ kinh tâm. Hung thủ thành thực khai báo như vậy: tôi muốn giết họ từ lâu rồi, vì họ rất là vô dụng, kêu cho tiền mua nhà mà cũng không cho nữa. Giết quách đi, để làm cái gì? Tôi thảo kế hoạch từ mấy tháng trước lận, vì họ là cha mẹ của tôi nên cũng không muốn để họ chết quá đau đớn. Đầu tiên tôi nghĩ nên cho họ uống thuốc đầy, nhưng đi mới được có nửa đường, chưa ra tới tiệm thuốc thì thôi quay về, vì nghĩ thuốc đầy sẽ thiêu đốt ruột gan. Sau đó tôi hoạch định sẽ chở họ đến hồ nước chơi, sau đó dìm chết họ, nhưng tôi lại không thực hiện được. Cuối cùng suy nghĩ tới lui, tôi thấy chỉ còn cách cắt cổ là hay nhất, không quá đau đớn lại chết mau nữa. Khi tôi nghe xong đoạn khẩu cung này rồi thì kinh hãi đến lạnh xương sống. Giết cha mẹ mà hắn bày tỏ điềm nhiên như thể giết gà vịt. Điều tra tỉ mỉ xong, tôi càng hết hồn khi phát hiện thêm tình tiết này. Cặp vợ chồng nạn nhân có mở một lò giết gà, họ làm ăn buôn bán trên thị trường rất phát. Lúc đầu ra chợ điều tra, do chủ hàng gà bị giết, người ta cho là cửa hàng này bị xui, làm ăn không may, nên ai cũng bỏ đi không thèm thuê. Căn cứ theo những người ở bên cạnh thuật lại, thì hai vợ chồng nạn nhân khi hành nghề thường đem gà sống trói lại hết, treo lên dây thép. Sau đó, họ kẹp chặt đầu gà, dùng dao cắt cổ nó. Máu gà cũng không bỏ phí, bán rất được tiền. Suốt đời, họ nhờ sống bằng nghề này mà trở nên giàu có. Nghe nói kỹ thuật cắt cổ gà là do tổ tiên họ truyền lại. Sở dĩ
Tôi nhớ kỹ việc này, vì đây là vụ án khiến cho tôi bắt đầu có niềm tin đối với tôn giáo. Lúc mà mọi phân tích có được giải thích hợp lý, tôi càng tin sâu luật nhân quả và khắc cốt ghi tâm khi hiểu rõ nguyên nhân. Tối đó, hầu như suốt đêm tôi không ngủ, do người chết cả đời hành nghề cắt cổ gà, nổi tiếng sát sinh có kỹ thuật, bởi họ cắt cổ như vậy, cho nên mới chiêu ách nạn bị đứa con trai duy nhất của mình cắt cổ lại. Báo ứng này không khiến cho chúng ta kinh tâm động phách sao? Lời người dịch. Dịch tới đây tôi sực nhớ tới câu chuyện kể của một pháp lữ quê ở Hà Nội. Gần nhà cô có một đôi vợ chồng nọ, chuyên sống bằng nghề mổ heo bán thịt, kinh tế rất khá. Họ có đứa con trai độc nhất khoảng 15 tuổi, tính rất hiền. Hôm nọ thằng bé đi học về, nó bỗng ra tay giết chết song thân và xẻo thịt họ ném lung tung trên nền nhà. Sau đó nó bỏ đi lên lầu ngủ. Khi công an đến bắt, thằng bé vẫn còn ngái ngủ. Mọi người đều kinh hoàng vì cảnh thảm sát này và không sao giải thích được nguyên do. Xin để quý vị suy ngẫm. Giờ mời quý vị xem tiếp câu chuyện khác của viên cảnh sát pháp y. Câu chuyện thứ hai, kết cục vi thảm của giám đốc Triệu. Chúng ta thường quan niệm chết là xấu, là đáng sợ, nhưng có trường hợp không được chết mới càng khốn khổ thống thiết, là hình phạt nặng nề, là tham thì thâm. Lời dẫn: con người sinh ra ở đời, bất luận là người giàu sang hay nghèo hèn, từ bậc lãnh tụ nguyên thủ quốc gia giàu có nổi tiếng cho đến kẻ binh lính, người buôn thúng bán bưng, người không có đất cắm dùi, đều có khuyết điểm và không thể nào tất cả mọi việc đều như ý muốn. Tất cả chúng sinh đều có lòng tham, vừa sinh ra đã có đầy đủ. Lòng tham này tham không biết chán, càng nhiều càng tốt, đúng là lòng tham không đáy. Cổ đức có nói một bài thơ: lương vũ ngất ngưỡng con trời, quyền cao danh hiển còn đòi thành tiên. Thạch sùng kho đụng đầy tiền, biển xanh muốn biến ao điền thêm tươi. Tây thi diễm lệ rạng ngời, soi gương hiệu nổi trên đời kém sinh. Bành tổ tuổi thọ 800, muốn còn sống mãi nghìn năm chưa vừa. Cho nên con người khó mà bằng lòng với những gì mình có. Lòng tham cũng có tham thiện, tham ác, tham chánh, tham tà, hoặc tham chánh đáng, chỉ cần không trở ngại đạo đức và cuộc sống của chúng ta. Nhưng con người vừa thấy những thứ mình thích thì trong tâm thôi thúc phải tìm cho bằng được. Nếu tìm không được thì họ dùng mọi thủ đoạn, bất kể phạm pháp luật, phải có cho bằng được. Do đó tất cả ác nghiệp cũng từ đây mà gây nên. Chúng tôi nói cách khác, tiết kiệm là một đức hạnh tốt của con người. Nếu người keo kiệt không chịu giúp đỡ người khác và bản thân mình cũng không dám ăn mặc thì trở thành kẻ nô lệ giữ tiền của. Mặc dù tiền của làm cho con người sung sướng hạnh phúc, nhưng cũng khiến cho con người bị sa đọa và chuốc lấy đau khổ. Có người giàu nứt đố đổ vách mà còn dòm ngó của cải người khác. Có người nghĩ có tiền để ra tiền nên dùng cách cho vay nặng lãi. Có người lừa đảo trộm cắp của người khác. Có người muốn chiếm lấy của người khác làm của mình. Tóm lại, vì muốn có tiền của mà con người phải chịu nhiều đau khổ. Vì muốn có được nhiều của cải nên có người sống chi tiêu tiết kiệm mà được. Có người nhịn ăn nhịn mặc dành dụm từng đồng tiền cắt. Có người dùng thủ đoạn tinh vi lừa đảo mà có được. Có người tạo các ác nghiệp mà có được. Thế gian này không có chuyện không lao động cực nhọc mà có của cải. Do đó khi làm việc gì chúng ta phải nghĩ đến hậu quả của nó. Ngày xưa có một người ở vùng nông thôn, tính tình chất phác thật thà. Thường ngày hắn sinh sống bằng nghề chăn dê. Nhờ hắn biết cách nuôi chăm sóc dê nên thời gian không lâu bầy dê sinh con đẻ cái rất đông. Hắn lại gặp thời ăn nên làm ra, trở thành một người giàu nhất địa phương. Mặc dù hắn có rất nhiều tiền nhưng lòng già rất hẹp hòi keo kiệt, bản thân không dám ăn mặc, cũng không giúp đỡ cho người nghèo khổ, cho nên mọi người gọi hắn là trùm sò keo kiệt. Một hôm có một tên lừa đảo, gã chuyên đi lừa gạt rất nhiều người, nên tìm cách tiếp cận tên chăn dê, giả vờ thân thiện nói: "Này anh, chúng mình là bà con xa nên chúng ta có tình cảm rất sâu đậm. Hiện nay anh là người giàu có nổi tiếng,
nhưng còn thiếu một điều quan trọng. Tên Chăn Dê hỏi: Tôi thiếu điều gì? Anh thiếu một người vợ trẻ xinh đẹp với đức hạnh. Nghe tên lừa đảo nói như thế, hắn chợt thấy đúng thật. Từ ngày hắn chỉ lo gầy dựng sự nghiệp, nay cuộc sống đã sung túc, không thể không có một người vợ để quán xuyến việc trong nhà, và tương lai còn phải có con cái để nối dõi tông đường. Hắn bảo tên lừa đảo: Này anh, không biết anh có cách gì giúp tôi cưới được cô vợ trẻ hiền thục thông minh không? Tên lừa đảo hớn hở nói: Tất nhiên là được rồi, hôm nay tôi đến đây vì việc này. Anh có chắc tìm được cô gái như tôi đã nói không? Tôi tìm được rồi. Ở xóm dưới có một thiếu nữ rất xinh đẹp, hiền thục đoan trang, lại có đức hạnh tốt, làm vợ anh rất thích hợp. Có thật không? Đương nhiên là thật rồi. Gã Chăn Dê nghe gã nói rất hài lòng, vui mừng khôn xiết hỏi: Vậy hoàn tất việc hỏi cưới này, chi phí khoảng bao nhiêu? Tên lừa đảo nói: Tất nhiên tiền càng nhiều thì khả năng thành công càng cao, anh càng nổi tiếng. Xưa nay tên Chăn Dê là trùm sò keo kiệt, nhưng lần này hắn hào phóng dùng tài quá tráng, đưa cho tên lừa đảo một số tiền rất lớn. Hắn hy vọng việc này tốt đẹp nhanh chóng. Trải qua vài ngày, gã lừa đảo đến nói: Cô gái này đã đồng ý kết hôn với anh rồi, nhưng anh phải chi thêm một số tiền để làm lễ đính hôn. Hắn lại đưa tiền cho gã để làm lễ hỏi vợ. Từ đó hắn cứ lân lân vui sướng bay bổng, quên ăn bỏ ngủ, lúc nào cũng nghĩ đến cô vợ trẻ xinh đẹp hiền thục. Vài ngày sau, tên lừa đảo lại đến nói lễ đính hôn đã xong, chuẩn bị lễ kết hôn. Trước tiên phải mua căn nhà xinh xắn. Hắn lại đưa cho gã một số tiền. Trôi qua vài ngày, gã lại đến đòi tiền để mua đồ trang trí nội thất. Hắn lại đưa tiền cho gã. Sau vài ngày nữa, hắn lại đến bảo cô dâu muốn của hồi môn, xin hắn cho một số tiền. Hắn lại giao tiền cho gã. Tên lừa đảo gạt được một số tiền khá lớn rồi chuồn mất. Gã Chăn Dê cứ mãi trông ngóng đợi chờ. Năm tháng trôi qua, tài sản của hắn bị gã lừa đảo lấy sạch mà chẳng thấy cô dâu. Hắn mới hiểu rõ đạo làm người. Bài học đạo lý: việc tốt thì keo kiệt, lại đem tiền của gom góp khổ nhọc cả đời đưa sạch cho gã lừa đảo. Đây có phải là kẻ thông minh không? Tham của rẻ là bệnh rất nặng của loài người. Qua lại với bạn bè thì mong cho họ tặng quà cáp, khách có tiệc mời thì mong có nhiều người mời ta. Công nhân tham lam lấy trộm vật liệu, làm việc qua loa. Kẻ lười lao động lại mong người trả tiền công nhiều, muốn nhiều người khác giúp đỡ ta, vân vân. Người sẵn lòng giúp đỡ người khác nhưng không mong cầu họ đền đáp lại thì rất ít. Phần đông mọi người đều muốn bỏ ít mà được nhiều, do đó mà đưa đến sự tranh chấp lợi lộc, lừa đảo, gạt gẫm ngày càng đông. Những người nhận chút ân huệ của người thì sau đó phải trả lại nhiều hơn. Cho nên vô tình có người rơi vào dòng xoáy năm dục, tính toán làm được lợi một chút, dần dần cũng hạ thấp nhân cách, trở thành kẻ tiểu nhân ở thế gian. Có người đến thế gian này là trả nghiệp. Đức Phật dạy nghiệp không nặng, không sinh ta bà. Vì thế làm người phải làm việc để trả mới tiêu nghiệp, cũng có thể là trả nghiệp. Nhân cách đạo đức cũng sẽ từ từ nâng cao. Kẻ hám của rẻ dần dần sa ngã, tốt hay xấu ở trong một niệm, tương lai khổ hay vui lại khác nhau một trời một vực. Giết heo và quả báo rợn người. Cô Hồ Thị Quyến sống cùng gia đình ở một vùng quê yên ắng tỉnh Trà Vinh, sống bằng nghề làm ruộng. Cuộc sống khá khổ cực. Khi đến tuổi trưởng thành, cô kết hôn với một người cùng quê là anh Trần Văn Thuận. Hai người sống với nhau có hai con gái và một trai. Cô mưu sinh bằng nghề mua bán heo. Mua bán heo vài năm kiếm được nhiều tiền khấm khá, nên hai vợ chồng cô kiêm luôn vừa mua heo vừa mổ thịt và bán tại chợ. Mọi thứ đều suôn sẻ nên hai người mở luôn một lò sát sinh. Một phần giết mổ lấy thịt giao sỉ, một phần đem đến sạp tại chợ bán lẻ. Cuộc sống cứ như vậy được vài năm. Nghiệp báo đầu tiên xuất hiện, đó là lúc cô đang mang thai đứa bé gái. Cổ cô nổi một cục bướu, gia đình đưa cô lên Sài Gòn để mổ. May cho cô là bướu lành tính. Bây giờ cô vẫn chưa hiểu gì về quả báo. Sau đó về lại Trà Vinh, cô vẫn tiếp tục làm heo và bán, vẫn không hề giảm giết chóc. Cô lại có thai đứa bé trai và sinh khó phải mổ, sức khỏe càng lúc càng yếu.
Ba tháng sau đó, tự nhiên máu trong người cô đổ ra rất nhiều như bị băng huyết. Cô ngất xỉu nên người nhà phải đưa đi bệnh viện cấp cứu, tưởng chừng như không thể qua khỏi. Bác sĩ đã truyền máu và mổ cho cô lấy một khối u khác nữa, đem ra ngoài và mai vết thương lại. Trong khi con trai cô bệnh liên tục, một tháng bị động kinh 3-4 lần, sức khỏe không tốt. Kể từ thời gian này trở đi, gia đình cô luôn xảy ra chuyện, vợ chồng bất hòa, con cái bệnh hoạn. Chồng cô có tiền sinh ra ăn chơi, nhậu nhẹt, có nhiều đêm không về nhà nên gánh nặng công việc và gia đình đổ dồn vào cô. Càng ngày tinh thần và thể xác cô càng lúc càng sa sút. Nhân duyên đầu tiên giúp cô biết về Phật Pháp là vào năm 2004, cô đến chùa gần nhà thỉnh sư cô về tụng kinh, tấn liệm cho tang lễ của mẹ cô. Sư cô thấy gia đình giết mổ heo như vậy mới hướng dẫn cho cô về việc không nên sát sanh hại vật trong tang lễ. Cô nghe qua mà hết hồn vì cô sát hại tới 5 con heo để những người đến phụ đám được ăn và cũng thể hiện sự có hiếu lần cuối với mẹ. Không ngờ lại là bất hiếu chứ không phải có hiếu. Sư cô giải thích với cô rằng nếu giết mổ như vậy, người mất rất đau khổ, sẽ bị đầu thai làm kiếp súc sinh để trả nợ. Người sống cũng bị quả báo rất nặng. Cô sợ hãi nên nhờ sư cô tổ chức cúng trai tăng hồi hướng cho mẹ. Sau đó trong 49 ngày, thường xuyên đến chùa để tụng niệm và nghe Phật Pháp. Cô quy y Tam Bảo, pháp danh Diệu Minh. Nhưng cô vẫn chưa từ bỏ được nghề. Lúc này là chồng cô hoàn toàn giao phó việc mổ giết heo, bán heo cho cô quản lý. Đầu năm 2005, cô nằm mộng, một giấc mộng rất kỳ lạ. Cô thấy mấy người làm đem con heo lên bàn thọc huyết rồi quăng xuống. Nhìn kỹ thì hóa ra là con trai cô. Khi cô giật mình dậy hết sức lo sợ, nhưng vẫn không nghĩ rằng điềm chiêm bao sẽ có ý nghĩa gì đối với nghiệp báo. Một thời gian sau nữa, thấy trong người khó chịu, cô đi khám và phát hiện bị u nang, là u ác tính, phải mổ và vô thuốc xạ trị, người ốm tóc không mọc nổi. Do sức khỏe cô kém quá, lại thiếu máu trầm trọng, nên bác sĩ cho cô tạm về nhà nghỉ dưỡng một tuần rồi vào điều trị tiếp. Cô cứ hết bị mổ, thiếu máu rồi tiếp tục bệnh, khối u lại mổ, cho nên hễ nghe đến từ mổ là cô sợ khiếp vía. Trong lúc về nhà nghỉ dưỡng thì cô nằm mộng. Trong giấc mộng, cô thấy con heo to trong vườn nhà đang nuôi. Kể từ sau đám tang mẹ thì nhà cô lúc đó chỉ còn nuôi duy nhất mình con heo này. Nó nói với cô rằng, con ơi, lại tấn mụn cho mẹ đi con, mũi cắn mẹ dữ lắm. Cô nghe rõ ràng tiếng của mẹ cô thì mới đến gần con heo. Heo lại nói tiếp, tấn mụn cho mẹ đi con, bữa giờ không có mụn, mũi cắn mẹ quá con à, mẹ đã thành heo rồi. Cô sợ hãi giật mình tỉnh giấc, lúc đó là 12 giờ đêm. Sáng hôm sau, cô nói chồng cô chở cô lên vườn mà nuôi con heo. Cô vừa lên thấy con heo to đã đẻ 6 con. Con heo nằm y hệt như lúc cô nằm mộng. Cô đến vuốt ve heo niệm Phật mà rơi nước mắt. Chợt nghĩ đến đám tang, sư cô có nói giết heo cúng tế thế này, người chết phải đầu thai làm heo để trả nợ. Cô hết sức đau lòng. Mấy hôm sau, trong lúc cô ngồi niệm Phật thì nghe con gái báo rằng con heo đã bỏ ăn và chết. Cô buồn bã, lo lắng, khủng hoảng, và chính yếu tố này đã giúp cô quyết định bỏ hẳn nghề làm heo. Sau đó cô lên Sài Gòn điều trị tiếp. Sự đau đớn do bệnh tật hành hạ cô. Có một bữa, thay vì nằm trong phòng lưu bệnh thì cô xách giỏ đi lang thang tìm một ngôi chùa. Tự dưng có một cái gì đó vô hình đưa đẩy cô bước vào một ngôi chùa ở quận 10, xin vào lại Phật. Cô vào gặp ngay thầy trụ trì. Không biết duyên cớ sao, cô kể hết cuộc đời mình cho thầy nghe. Thầy bảo, con có thấy gieo nhân nào gặt quả nấy không con? Chỉ đến khi bị ung thư đau đớn, mổ xẻ liên tục, rên la mới biết nỗi khổ đau của chúng sanh hằng ngày bị con hành hạ giết chóc. Nghiệp báo đến không thể trách ai, tự mình làm, tự mình chịu, làm khổ lây đến con cái, ảnh hưởng hạnh phúc gia đình. Khi con giết con vật, nó đau đớn cùng cực, con sợ chết, nó cũng sợ chết vậy. Nó oán hận tràn ngập và thần thức của nó cứ lãng vãng xung quanh con chờ báo oán.
chỉ có tu hành niệm Phật, ăn chay, phóng sanh, hồi hướng cho các chúng sanh đó thì mai ra có chút lợi ích. Nghe thầy giảng chi tiết, cô bắt đầu hiểu rõ lý do vì sao mình bệnh ung thư, vì sao con cái mình thường ốm đau bệnh tật, gia đình không hạnh phúc. Cô bắt đầu chấp nhận quả báo và không rên la nữa như những bạn bệnh cùng phòng, mà lo chăm chỉ niệm Phật. Khoảng thời gian vô thuốc, người nóng nảy bứt rứt rất đau đớn khổ sở, nhưng hiểu rồi nên cô nghe lời thầy dạy, cố niệm Phật nhiều hơn. Sau đó bác sĩ lại cho cô về nhà dưỡng tiếp. Lần này cô thường qua ngôi chùa cô quy y lúc mẹ cô mất để tụng kinh. Duyên đưa đến, cô gặp quyển kinh Nhân Quả Ba Đời. Tự dưng đọc đến trang 26, thấy có kể những con heo nó kể cho một vị tăng nghe, người ta giết nó làm thịt, đâm trói, làm nó đau đớn, uất hận, rên la, van xin như thế nào. Cô khóc và mang về cho cả gia đình xem. Trước khi lên bàn mổ lần thứ 5, cô khấn Quan Âm Bồ Tát giúp cô có cơ hội quay trở về lại là một con người tốt, không sát sanh hại vật, lo tinh tấn tu hành, lấy công đức để hồi hướng cho những chúng sanh từng bị cô giết hại. Sau khi vô đủ toa thuốc lần thứ 8, về nhà, từ đó trở đi, cô quyết định ăn chay trường, từ bỏ việc giết chóc chúng sanh, tinh tấn tu hành niệm Phật. Từ khi bỏ hẳn nghề làm heo và lo tinh tấn tu hành, tâm cô không còn lo sợ, không gặp ác mộng. Chồng cô hồi trước ngang tàn thì bây giờ lại chuyển đổi đi chùa tụng kinh niệm Phật, giúp đỡ người khác. Đầu năm 2007, trên mũi cô nổi một cái mục đau nhức và to dần. Cô lên bệnh viện Hòa Hảo xét nghiệm thì được bảo là nang. Bác sĩ cho uống thuốc 15 ngày, lên mổ lấy nang ra. Cô nghe nói nang là thấy mệt rồi, nhưng đã tu hành hiểu quả báo nên chấp nhận mà về nhà niệm Phật. Mỗi lần niệm, cô đều lấy tay vuốt vuốt cái nang đó. Cô xem quyển niệm Phật chuyển hóa tế bào ung thư của Pháp Sư Đạo Chứng. Chưa đầy 15 ngày sau, có một buổi sáng, 4 giờ, cô dậy công phu niệm Phật thì không còn nhìn thấy cái nang trên mũi nữa. Sự nhiệm màu Phật Pháp này đã làm chuyển hóa cả gia đình cô. Cả nhà giờ đều quy y Tam Bảo, tu hành niệm Phật, thân tâm bình an, cuộc sống ổn định. Cô có đôi lời nhắn gửi đến những người đang làm những nghề nghiệp sát sinh hại vật. Xin chân thành sám hối những tội lỗi đã gây ra cho nhiều chúng sanh. Xin mọi người hãy chuyển nghề khác, đừng làm những nghề giết hại chúng sanh, không chỉ có hại cho bản thân mình mà còn cho những người thân bên cạnh mình nữa. Nhân quả không sai đâu các vị ạ. À, tôi là cô ba cháu gà ở chợ Dòng Nhỏ, một vùng chợ Mỹ Tho. Danh từ này ai cũng đều biết. Tôi bán cháo gà một thời gian từ năm Ngọ cho đến cuối năm Mùi, gần ngót 18 tháng. Ngày 16 tháng 11 rạng 17 âm lịch, tôi định sắp sửa nấu cháo gà. Trong đêm đó tôi nằm mộng, thấy cắt cổ một con gà mà nó hiện làm người ta. Khi đó tôi nói, ủa, tại sao ông thành người ta? Làm sao tôi nhúng nước sôi cho được? Ông ấy đáp, mày chết, chớ có nhúng nước sôi, tao là ông nội của mày đây. Tôi hỏi, ông nói gì tôi không tin, ông nội của tôi sao lại không giống? Giống sao được mà giống, vì hồi còn sống, ông nội sát sanh hại mạng cũng nhiều, khi chết, con cháu lại làm heo, bò, gà, vịt để lo tống táng. Cho nên, ông làm thú biết bao nhiêu kiếp mà trả chưa có xong. Vì thai hồn đổi xác nhiều đời, làm sao mà giống được mà con biết. Mai nhiều đời trước có chút công tu, được Diêm Chúa cho về bảo cho con cháu biết. Con ráng tu, đừng có sát sanh hại vật, mà phải đọa vào địa ngục giống như ông khổ sở lắm. Tôi hỏi, ông nói tôi cũng chưa tin, mà ông tên gì? Ông đáp, ông là Huỳnh Văn Giáp, cha mày là Huỳnh Văn Thình, mày là Huỳnh Thị Nhi. Con tính chưa? Ông nói đúng sự thật, nhưng thấy tướng mạo tôi còn nghi. Ông bèn tiếp, thôi, con ráng tu đi rồi biết, chứ đừng có nghi. Ông cho con hay, con tội lỗi rất nhiều, vì sát sanh, không những gà vịt mà thôi, cho đến trùng, dế, kiến, chuột, bọ, rắn rít đều cũng có tội hết. Thôi,
con cố gắng tu đi để cầu siêu cho ông với. Đến đây đồng hồ ré, tôi giật mình xem lại đúng 3 giờ khuya. Thường khi nấu cháo gà cũng vào giờ đó, và ngày đó lại nhằm ngày 17 tháng 11 âm lịch, là ngày vía Phật A Di Đà. Tôi liền đem gà bán hết và không làm nghề nấu cháo gà nữa, bắt đầu ăn chay trường tụng kinh trải 6 năm như vậy. Thời gian 6-7 năm tu cư sĩ tại gia, thường ngày tụng kinh Di Đà Phổ Môn và niệm Phật. Lần lần tôi tụng đến kinh Địa Tạng Pháp Hoa. Tính ra từ 17 tháng 11 năm Mùi cho đến ngày 23 tháng 4 năm Dần. Khi đó, vào lúc 6 giờ chiều, tôi đang ngồi niệm Phật, bỗng thấy từ đâu chẳng biết, đứng sững trước mặt tôi một vị mặt đen như than, lớn tợ mâm, bụng bự chồm hồm muốn chụp tôi. Sợ quá, tôi la quay quải, náo động cả xóm, rồi té xuống đất bất tỉnh. Bỗng nghe tiếng con kêu khóc. Thấy mình đang đứng trước cửa, có một số người rất đông. Biết đây là người âm chứ không phải người dương. Là ma quỷ gì đây, tôi không rõ. Họ đang sầm xì với nhau. Nhìn trong nhà, thấy con đang ôm đầu tôi khóc thảm và kêu, má, má. Còn lối xóm, người đánh lưng bóp cẳng, thoa tay, cạo gió đủ thứ. Tôi rất đau lòng, biết mình đã chết. Có lẽ vì công tu quá ít mà tội lỗi thì nhiều. Thôi, bây giờ ráng niệm Phật, xin Phật cứu độ cho, chứ không dám nhìn vào xác nữa. Khi nhìn ra ngoài niệm Phật, thì tôi thấy các vị thần đổi sắc mặt, vui vẻ, kêu tôi. Sư nữ, sư nữ, ngài hãy bắt hơi thở đi. Tôi suy nghĩ, có lẽ là ma hay quỷ gạt mình đang bắt hồn chứ gì. Tôi bèn nói, các ngài làm trước, rồi tôi làm sau. Khi ấy, tôi thấy các vị thần đều hòa hơi thở như lúc ngồi thiền. Tôi liền làm theo. Có một vị cõng tôi lên, các vị khác xách tay tôi, bay bổng lên mây, hướng về phía tây nam lướt tới. Có 6 vị đi trước, 6 vị ở giữa với tôi, và 6 vị đi sau, trải qua mấy lớp mây. Lúc ấy, tôi nghe chư thần nói, đã tới ranh giới nước Mã Lai. Tôi nhìn xuống, cũng còn thấy nhà cửa, cây cối ruộng vườn, kẻ qua người lại. Bay một lúc nữa, thì thấy biển mênh mông, những cù lao rải rác đó đây. Lô nhô dưới biển, tàu bè xuôi ngược, đèn đuốc lập lòe, vì trời đã tối. Bay một đổi xa hơn, không còn thấy chi nữa, chỉ toàn là biển cả mênh mông, mây nước một màu. Bầu trời đen thẳm, thật lạnh lùng khiếp sợ. Bay một lúc lâu, tuyết xuống dày đặc cả mình lạnh buốt. Tay chân tê cứng chịu không nổi, nên tôi buông tay nhào xuống biển. Khi đó, chư thần vớt tôi lên đem vào đền vua. Được biết, đây là điện Long Dương. Tôi nghe Long Dương hỏi, chư thần bắt hồn chúng sanh ở cõi Diêm Phù, sao không bỏ trong hồ lô, mà để ở ngoài như vậy, đi qua biển chịu sao cho nổi? Lúc ấy chư thần trả lời sao, tôi không nghe rõ. Kế đó, Long Dương bảo một vị rồng bề ngang độ 3 thước, bề dài hơn 100 thước, và tôi cùng 18 vị thần lên lưng ngồi. Xong xuôi, rồng bay tới chân núi dừng lại. Các thần cõng tôi bay xuống. Ngọn núi to lớn vô cùng, xa xa là bể cả. Được biết đấy là núi Thiết Di. Khí trời ở đây lạnh lắm, sương sa tuyết đổ, trên chót núi tuyết đóng trắng phao, cảnh trời u ám. Có một điều lạ là khi tôi đến biển thì trời đã tối, mà khi đến ngọn núi này lại thấy cảnh mờ mờ. Chư thần cõng tôi bay vòng quanh núi, đến một cửa đá rất lớn. Thần gõ 3 tiếng thì cửa đá mở. Thần hỏi, sư nữ, có sao không? Tôi đáp, thưa ngài, tôi lạnh lắm, chịu không nổi. Có một vị thần lấy ra cái y ở trong tay áo đưa cho tôi đắp. Các ngài cùng tôi vào trong núi, thì nghe các vị thần nói, Bồ Tát tới rồi. Vào trong núi, thấy hào quang sáng rực một vùng đất rộng lớn bao la. Ở đây nghe ấm áp hơn ở bên ngoài. Nhìn vào trong, thấy đền đài nguy nga to lớn. Trước đền đài, 2 cái tháp cao, có 2 vị Bồ Tát đang ngồi ngang nhau, hào quang tua tủa đổ hột. Tưởng mình được về Tây Phương, lòng mừng khắp khởi, định chạy đến chỗ Bồ Tát, mà lại. Phía ngoài 2 vị Bồ Tát ngồi, phía sau lại có một đàn gà vịt rất đông, còn phía trong xa là đền rồng của vua Nhất Điện. Vì thấy Bồ Tát, tôi mừng quá mà không thấy đàn gà vịt chặn mình phía trước.
mỗi con lớn bằng một con nghé. Tôi vừa đi tới thì nghe chúng nó nói. Dữ không? Chúng tôi đợi nhà ngươi từ tháng 10 năm Sửu cho đến tháng 4 năm Dần mới gặp. Chúng tôi được nghe Nhất Điện Tần Quảng Dương nói nhà ngươi đã quy y đầu Phật Pháp mà tu hành. Nhưng trước kia nhà ngươi ý mạnh sát hại chúng tôi, nào là cắt cổ, nhổ lông, phanh thây, xé thịt để đem lại sự giàu sang cho mình, chẳng xót thương đến những loài sinh vật yếu đuối ngu khờ này. Ngày nay nhà ngươi xuống đây, chúng tôi phải phân thay trả hận. Nói đến đó, chúng nó ào lại đi quanh. Con thì mổ, con thì đá, lớp gà, lớp vịt, mổ bươi, cào cấu. Tôi đau đớn vô cùng, không còn chịu nổi nữa, liền té quỵ xuống. Chúng nó leo lên mình, nó chà, nó đạp, bươi, mổ, xé, cắn. Nên tôi ngất đi. Nhưng lạ lùng thay, tôi vẫn còn nghe văng vẳng tiếng Bồ Tát Quan Âm nói. Này các con vật kia, hãy ngưng lại mà nghe ta nói hai điều. Điều thứ nhất là các ngươi tự do trả hận, nhưng tất cả đều phải đứng qua một bên. Con này mổ rồi, đứng qua bên kia, tới con khác mổ, như vậy mới công bằng. Số các ngươi là 1011 con, mà cứ một con cứ mổ hoài, còn con khác không mổ được, rồi cứ kiện thưa mãi, ở đây ai mà xử cho nổi. Trả thù xong rồi, tùy theo nghiệp lực của các ngươi mà đi đầu thai. Con nào còn kiếp thú thì đi làm thú, con nào mãn kiếp thì được đi làm người. Đó là điều thứ nhất. Còn điều thứ hai là các ngươi không trả hận. Để ta cứu sống nó vậy, nó sẽ tụng kinh cầu siêu cho các ngươi tiến lên làm người hết. Sau này nó sẽ là thầy của các ngươi mà độ cho các ngươi tu hành. Trong hai điều, các ngươi muốn điều nào tùy ý, chứ luật không ép. Bồ Tát nói đến đó thì chúng nói giang ra xa và không mổ nữa. Bồ Tát bảo tiếp: các ngươi cứ từ từ mà trả hận đi. Các con vật trả lời: bây giờ tôi muốn tên này tỉnh dậy để cầu siêu cho chúng tôi được làm người, chứ mang lớp thú hoài khổ quá. Bồ Tát bèn sai vị thần đem nước rưới vào mình. Tôi liền tỉnh dậy, nhớ lại mình đã cắt cổ gà vịt quá nhiều, lòng hết sức ăn năn. Tôi bước tới trước mặt Bồ Tát mà lại. Bồ Tát Quan Âm dạy rằng: nhờ ngươi thức tỉnh tu hành, thọ trì kinh pháp qua 6 năm, và cũng may là các con vật này nó họp lại đây để kiện ngươi, xin trả thù có một lần. Bằng không, tự nhiên sau này ngươi phải đầu thai làm thú trong 1011 kiếp để thường mạng, thì biết bao giờ mới trở lại làm người mà tu hành. Chúng sanh mê muội, không rõ lực nhân quả, cứ tưởng chết rồi là hết, cho rằng vật phải dưỡng nhân, rồi mạnh tay sát hại. Chừng khi quả báo đến thì kêu trời, kêu đất, ai mà cứu được? Nhà ngươi có biết các con vật ấy là chi của nhà ngươi không? Tôi đáp: bạch Bồ Tát, con chỉ biết nó là con vật thôi. Bồ Tát nói: nó là ông bà, cha mẹ, thân bằng quyến thuộc của nhà ngươi trong nhiều đời nhiều kiếp. Trước kia nó cũng sát sanh như ngươi, nên phải quá làm kiếp thú. Nay ngươi nhìn chẳng ra, nên đành tâm sát hại chúng. Ngày nay ông bà cha mẹ của ngươi lại kiện cáo ngươi để trả thù. Thế gian là trả trả dai dai như vậy đó. Chúng sanh ở cõi Diêm Phù ưa sát hại sinh vật cho cha mẹ chồng con ăn để bổ dưỡng thân thể, hoặc bắt cá cua để nuôi con cháu. Vì thương mà hại, đó là hại mình, hại luôn cả cha mẹ, thân quyến thì phải chịu tội chung. Bây giờ ngươi tụng kinh cầu siêu cho chúng nó để nó tiến lên làm người, giảng cho chúng nó nghe một bài, khuyên chúng nó ráng niệm Phật và quy y Phật Pháp Tăng cho chúng nó. Khi đó tôi bạch rằng: con phải tụng kinh chi để cầu siêu cho chúng nó tiến lên làm người? Bồ Tát dạy: ngươi phải tụng kinh Đại Bi và Thập Chú, đủ 1011 biến. Nghe như vậy, tôi bèn đứng lên chắp tay tán dương chi tụng Đại Bi Thập Chú. Trong khi ấy, các vị thần cùng các vị quỷ sứ họp chung để tụng, nhờ thế mới mau đủ số. Chứ nếu để một mình tôi tụng
thì có lẽ trên cõi Diêm Phù con tôi đã chôn xác tôi rồi. Trong lúc tôi tụng thì các con thú tiến lần ra ngoài đến sông Ứ Nê mà đợi đó. Các chư thần múc nước cho chúng nó uống đặng đi đầu thai. Sông này có ba dòng, dòng trong để cho vong hồn nào hiền đức uống sau này sẽ được thông minh sáng suốt, dòng đục cho người hung ác hoặc thú mới tiến lên làm người thì sau này bị u mê đần độn, dòng đỏ dành cho người đại ác uống vào thì quá thú đi đầu thai trả nghiệp. Chư thần cho chúng nó uống một chung đầu thì rụng hết lông, chung thứ hai thì quá làm người, chung thứ ba tay chân mọc ra. Liền đó tôi giảng cho chúng nó nghe một bài. Ở đây xin tóm lược: này các người, trước kia các người ác quấy mà phải chịu làm kiếp thú, nay được tiến thoái, tùy ác hay thiện mà các người tiến lên làm trời, làm người hay phải đọa làm thú, hoặc đài xuống địa ngục chịu hành hình, đều do thiện ác của các người tạo ra mà lãnh lấy hậu quả. Khi đầu thai, các ngươi phải ở trong bụng người đàn bà, chẳng khác nào ở trong ngục tối. Đến khi ra thai, phải ra cửa sản môn, như chen qua hai viên đá cứng rắn, đau đớn vô cùng. Sanh ra rồi, chỉ nằm lăn lóc đó mà nhờ sự sống của ông bà, cha mẹ đem lại. Lúc lớn lên, đôi mươi tuổi lập gia đình, sanh con đẻ cháu. Có phước thì sống trong cảnh giàu sang nhung lụa, vô phước thì sống trong cảnh cơ hàn đói rét. Thiếu trước, hụt sau, nhọc nhằn suốt đời rồi cũng chết. Tức là các ngươi phải bỏ cái thân giả ấy. Khi đi đầu thai, các ngươi chỉ đem theo cái nghiệp thức này thọ sanh. Khi chết, các ngươi cũng chỉ trở về cái nghiệp thức. Còn bao nhiêu sự nghiệp, nhà cửa, ruộng vườn, tiền tài, địa vị, thế quyền, danh vọng thì ôi thôi, đều tan theo mây khói. Nhưng nếu các ngươi biết tu hành, tạo duyên lành theo Phật Pháp, thì đó là vật báo của các ngươi hưởng trong muôn thuở. Hoặc các ngươi gây ác nghiệp thì chính tự mình tạo xiềng xích trói buộc muôn đời. Hôm nay tôi khuyên các người hãy nhớ niệm Phật. Các người hãy niệm theo tôi như vậy: Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, Nam mô Cứu Khổ Cứu Nạn Quán Thế Âm Bồ Tát, Nam mô Đại Nguyện Địa Tạng Vương Bồ Tát. Hễ tôi niệm vị Phật nào thì chúng cũng niệm theo vị Phật ấy. Tôi bèn nói tiếp: niệm Phật tức là gieo thiện căn trong Phật Pháp, niệm Phật tức là gieo hột giống Bồ Đề, các người hãy nhớ niệm Phật. Tôi bèn quy y Phật Pháp Tăng cho chúng nó. Xong rồi, chư thần thổi cho các vong biến nhỏ lại, thâu vào hồ lô đưa đi đầu thai. Trong đêm 23, rạng 24 tháng 4 năm Dần, tính đến nay chúng cũng được 6-7 tuổi rồi. Kết án. Xong rồi, tôi trở vào đến ngay Bồ Tát mà lại, nghe Ngài phán rằng: ngươi tạo tội ác tày trời, nay dám nguyện trả xong trong một kiếp, có chịu nổi không? Bạch, con chịu nổi. Bồ Tát nói: vậy thì vào Nhất Điện Tần Quảng Dương mà lãnh án. Đến Nhất Điện, tôi quỳ xuống, nghe Ngài phán án: tội lỗi của nhà ngươi rất lớn, nay ngươi nguyện trả xong một kiếp thì cứ khai đi. Tôi bèn khai: bạch Diêm Chúa, con sát sanh vì con giết vật rất nhiều, tội ăn cắp và mua bán gian xảo, tội tà dâm vì có 7 đời chồng, tội nói láo vì con nói láo hơn ai hết, đã vậy mà còn uống rượu nữa. Nói đến đâu thì có vị phán quan dở sổ xem đến đó. Kế Diêm Chúa quở: còn tội bán đồ lậu chợ đen sao không khai? Mua một bán 10, làm cho kẻ nghèo không đủ tiền mua, tội ấy như tội ăn cướp, lòng độc như rắn, muốn đầy túi của mình chẳng biết thương ai. Tôi nói: bạch Ngài, tôi xin chịu tội. Nhất Điện bèn phán án: tội sát sanh rất nặng, theo lẽ thì phải thường mạng, nhưng hôm nay ngươi xuống đây cho chúng nó trả thù, và ngươi cầu siêu cho chúng nó đã xong, xong còn dư báo. Nếu sau này ngươi tu hành độ cho chúng nó thì dứt oan gia, bằng thói thất thì phải thọ sanh thường mạng. Nhờ lòng hiếu thảo nên trừ được tội gian tham, tội bán đồ lậu. Hàng ngày niệm Phật rất nhiều nên trừ được tội nói láo.
còn dâm dục, tuy có tội mà không, vì đó là ngươi trả nghiệp. Vậy ngươi hãy lắng tai mà nghe ta nhắc lại tiền kiếp của nhà ngươi. Trong 6 kiếp qua, ngươi quy y theo Phật Pháp Tăng mà tu hành. Nhưng tiếc thay, kiếp vừa qua ngươi xuất gia từ 8 tuổi cho đến 42 tuổi tu hành tinh tấn, giới hạnh thanh tịnh, độ chúng cũng đông, cho nên được làm hòa thượng, trụ trì chùa Tổ Đình, dùng phú thọ chở lớn, nhờ công đức của 5 kiếp trước. Cho nên, kiếp thứ 6 vừa qua, ngươi được thông minh sáng suốt, tinh thông kinh, luật, luận, nên được bá tánh sùng bái, các vị tăng ni mến phục, vì học giỏi, nên được người kính nể, người sanh tâm cống cao ngạo mạn, tưởng mình là Phật, lấy làm tự đắc buông lung, không kèm tâm thúc ý, để tâm ý dông ruổi theo trần cảnh, giới luật buông xuôi, tâm đạo giải đãi, lòng phàm bừng dậy, đắm sắc tham tài, mới phá giới phạm trai mà tư dâm với cô gái 20 tuổi ở gần chùa, lấy của thường trụ mà nuôi gái tơ, dụng của tam bảo để mua cuộc ái tình, cho đến 70 tuổi ngươi mới chết. Khi chết xuống đây phải ở địa ngục thứ 9 trong 28 năm để đền tội lỗi, từ 42 tuổi đến 70 tuổi. Vì lẽ trên nên 7 đời chồng của ngươi trong kiếp này là 7 người đệ tử của ngươi đi đòi nợ trong kiếp vừa qua đã cung phụng cho ngươi đủ thức ngon vật lạ. Theo lẽ kiếp này ngươi phải làm gái lầu xanh mà trả nợ bá gia. Nhờ ngươi sớm thức tỉnh tu hành, hồi 17 tuổi có quy y với Đại Đức Thích Hoằng Nghĩa. Ngài dạy ngươi niệm Phật và tụng chú Đại Bi, nhờ thế mà qua khỏi nghiệp ở lầu xanh, nhưng phải chịu nghèo khổ, buôn bán tảo tần để trả nợ. Chịu quả báo. Sau đó Nhất Điện Tần Quảng Dương phán tiếp: ngươi hãy nghe rõ lời trẫm phán đi. Trong lúc làm hòa thượng mà ngươi còn đắm sắc đàn bà nên lãnh tội đuôi. Đã làm hàng đại đức trụ trì ngôi tam bảo mà đêm đêm sang nhà gái ăn thịt uống rượu, mà miệng còn thốt câu vật dưỡng nhân, không làm gương cho người thế, còn xúi người làm ác nên lãnh tội câm. Đã xuất gia đầu Phật mà còn thích nghe tiếng nỉ non êm ả của đàn bà con gái nên lãnh tội điếc. Theo lẽ kiếp này ngươi làm gái ở lầu xanh, kiếp thứ 2 ngươi làm người đuôi mù, kiếp thứ 3 chịu câm và điếc. Nhưng ngươi biết sớm ăn năn mà tu hành theo Phật, nhờ lời đại nguyện của ngươi xin trả nghiệp trong một kiếp. Thôi, hãy lãnh án mà trở về dương thế làm gương cho người đời. Nếu biết ăn năn, cố gắng tu hành thì xuống đây ta sẽ định lại. Tôi nói: bạch Diêm Chúa, tội câm và điếc tôi xin lãnh, còn tội đuôi xin Ngài khoan hồng cho tôi. Nhất Điện phán: vì nghiệp của ngươi trẫm không thể nào tha thứ được, ngươi hãy đến Bồ Tát mà xin. Nghe lời Ngài, tôi bèn đến lại Bồ Tát Quan Âm. Ngài hỏi: ngươi muốn sáng mắt để làm gì? Bạch Bồ Tát, con thấy chúng sanh nơi địa ngục quá khổ sở, nên xin được sáng mắt để tụng kinh Pháp Hoa, cầu nguyện cho chúng sanh sớm mau siêu rỗi. Đức Địa Tạng nói: nếu có lời đại nguyện phải đốt tâm. Liền đó có một vị thần bưng cái ô như ô trầu đến quỳ trước Bồ Tát Quan Âm. Vị khác đến gấp một cục lửa đem đưa cho tôi bảo nuốt. Thấy lửa thì sợ, nhưng tôi không dám cãi, cứ nhắm mắt há miệng. Cục lửa vừa bỏ vào miệng, tôi nghe nó chảy tuốt xuống bụng, liền từ đầu đến chân phát ra ngọn lửa. Cả cơ thể tôi rung động, thật kinh sợ vô cùng. Khi ấy tôi hối hận quá, bèn nghĩ rằng phải dè đừng sinh, vì sinh khỏi đuôi mà chắc phải chết. Vừa nghĩ thế, vị thần gấp cục lửa thứ 2 cho tôi nuốt. Lửa cũng bốc lên dữ dội, và đến cục thứ 3 cũng thế, làm cho tâm thần tôi tán loạn, ngồi không muốn vững. Tôi nghe Bồ Tát bảo: nghỉ một chút. Tâm trí tôi lúc đó hoang mang, tay chân rụng rời. Vị thần đứng kế bảo tôi: Ngài ráng tịnh tâm mà niệm Phật, chứ còn nuốt nữa. Tôi nghe như vậy, tôi định thế nào cũng chết, vì mình là người đại ác, nên nay phải trả nghiệp, thôi đành chịu vậy.
Vừa nghĩ tới đó, kế vị thần gấp cục lửa, bảo tôi nuốt nữa. Nhưng lạ thay, tới cục thứ tư này, nghe trong mình không sao hết. Tôi nuốt như mình ăn cơm vậy, dầu có nuốt bao nhiêu tôi cũng không sợ. Ban đầu còn đếm, một lúc rồi không biết đã nuốt bao nhiêu. Chợt nghe Bồ Tát bảo, thôi, cho ngươi an tọa. Tôi liền trở lại chỗ ngồi. Lạ một điều là chỗ tôi ngồi khi đi thì ghế mất, khi ngồi thì ghế lại hiện ra. Ngồi xong, có một vị thần ở phía sau bưng hộp ra quỳ trước Bồ Tát Quan Âm. Ngài xem qua và nói, tham sân si của ngươi hãy còn. Ba cục đen chỉ lòng tham sân si của ngươi đấy. Còn cục đỏ này là chỉ ngươi sẽ sanh lên cõi trời. 36 cục trắng kia chỉ lòng trong sạch của nhà ngươi. Vì ngươi quá sợ tội nên quyết chí tu hành, lòng trần không còn nghĩ đến, như vậy cũng tốt. Nhưng phải tinh tấn tu hành, cho ba cục đen này quá trắng thì ngươi mới hoàn toàn trong sạch. Và vì lời đại nguyện nên ngươi phải khám phá địa ngục. Lúc ấy tôi ngẩn ngơ, không biết phá địa ngục bằng cách nào. Nghe chư thần nói, ngài hãy dùng gươm trí huệ mà phá. Tôi bèn suy nghĩ, thôi bây giờ cứ cố gắng niệm Phật. Liền đến lãnh ấn nơi nhất điện cùng các chư thần đi khám phá địa ngục. Ngục thứ nhất. Khi đó, hai vị quan đi trước dẫn đường, hai quỷ sứ cùng 18 vị thần vào ngục. Trong ngục thứ nhất không có sự hành phạt, chỉ gồm có 4 số người: 1 số công, 2 số quan, 3 số ưng, 4 số phạt. Số công là mãn số rồi chết và cũng không tạo nghiệp sát nhân. Số quan là kiếp trước không giết người nhưng kiếp này bị người giết. Số ưng là vì kiếp trước giết người nên kiếp này bị người giết lại để trả nghiệp. Còn số phạt là khi chết quan mà không chịu theo chư thần xuống địa ngục, cứ mãi lẩn trốn ở cõi Diêm Phù tìm người trả hận, hay phá khuấy người, bận cho chư thần phải quan sát, nay bị bắt xuống đây để chờ xử phạt. Đó là địa ngục thứ nhất. Ngục thứ hai. Trong địa ngục thứ hai cũng có 4 số người như ở ngục thứ nhất, nhưng khi còn ở ngục thứ nhất là đợi xử án, khi xử án rồi qua ngục thứ hai để chờ lãnh án mà đi, hoặc được lên làm người, hoặc vào ngục khác mà chịu tội, hoặc qua cảnh nhân hiền tu thêm. Có một vị quan đi theo nói, nếu dòng nào có lòng hỷ xả, trước kia mình không giết ai, nay bị người giết, sự chết sống ở cõi đời là giả dối, nay không hận thù, dù dòng ấy có tạo tội cũng được ân xá qua cảnh nhân hiền mà tu thêm, chỉ có tội ngũ nghịch là không trừ được. Còn dòng nào cứ xin đi trả thù thì dứt điện Tần Quảng Dương cho quỷ sứ dẫn vào ngục ngay không xét xử. Nếu chúng sanh cứ mãi gây thù kết oán thì cõi ta bà biết ngày nào dứt được chiến tranh. Đáng thương xót chúng sanh bị giam cầm nơi địa ngục là những vong hồn cứ mãi hận thù. Ngục thứ ba. Trong địa ngục thứ ba có một số người rất đông, sau thời gian bị hành phạt ở các địa ngục tùy theo tội ác của họ, nay chờ xét lại rồi lãnh án để sanh làm người hay qua cõi nhân hiền tu thêm. Số người này lo đập gạo nấu cơm. Ghi chú, vì hột gạo ở đây như trái dừa khô ở dương thế. Nấu xong đem phát cho các vong ở các ngục ăn. Mỗi địa ngục rất lớn, ước bằng châu thành Mỹ Tho vậy. Đó là đại địa ngục. Trong một đại địa ngục chia làm 16 tiểu địa ngục. Mỗi địa ngục các vong hồn nhiều thôi vô số, ngồi có hàng có lớp, gục tới gục lui thật là sầu khổ. Qua 3 ngục trên, tôi đều khuyên các vong niệm Phật. Tôi nói, tôi coi các vong ở địa ngục này như bà con cô bác của tôi vậy. Cô bác hãy niệm Phật, có niệm Phật tội mới được tiêu trừ. Tôi bèn niệm, Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, Nam Mô Tầm Thinh Cứu Khổ cho tất cả chúng sanh nơi địa ngục này Quan Thế Âm Bồ Tát, Nam Mô Đại Nguyện Địa Tạng Vương Bồ Tát. Nhờ lời khuyên của tôi mà các vong đều niệm theo, hễ vong nào chí tâm niệm Phật thì ra khỏi địa ngục ngay,
còn dông nào cứng cỏi hay vì nghiệp chướng quá nặng nề, mê muội không niệm được thì vẫn còn ở trong địa ngục. Nhờ thế mà trong ba ngục đầu, các dông được ra rất nhiều. Ngục thứ tư. Trong ngục thứ tư, hành phạt những người hủy hoại cơm gạo đồ ăn uống, phải chịu tội khổ ăn dòi. Có người một diệm, kẻ một khạp, một lu lớn, cho đến kẻ nặng nhiều không kể xiết, ước nhiều như chợ Mỹ Tho vậy. Được biết, tội nhân khi ăn hết dòi đó rồi, nếu còn tội khác, phải đến địa ngục khác chịu tội. Như hết thì đi đầu thai, chịu quả báo, xấu xa, bần cùng, khổ sở. Một số đông người vì tội nấu rượu mà bị phạt phải uống không biết bao nhiêu là lu rượu. Người một lu, kẻ hai lu, đến 5, 6, 7 lu, để dài dài, ước chừng 3 cây số ngàn, hàng ngàn, hàng trăm, chứ không phải đôi ba. Được biết, khi uống hết rượu trong lu, nếu còn tội khác, thì đến ngục khác chịu hành nữa. Còn như hết tội, được đi đầu thai, làm thú hay làm người ngu dốt chẳng hạn, tùy theo nghiệp. Tôi thấy như vậy, lòng chua xót vô cùng, bèn khuyên các vong niệm Phật. Hễ ai nghe lời niệm Phật theo tôi, thì tự nhiên dòi trong khạp tiêu mất, rượu trong lu vơi cạn. Vì thấy sự mầu nhiệm như thế, nên nhóm này niệm Phật truyền đến nhóm khác. Tôi bươn bả đi khắp nơi, vừa đi vừa niệm Phật, và khuyên các vong hồn niệm Phật. Nhờ thế, cửa ngục thứ tư này ra khỏi một số rất đông. Ngục thứ năm. Khi vào ngục thứ năm, ôi, vô số người bị mang gông tra cùm, do vì tội phao phản, thêm bớt, nói gian dối, làm người phải bị tù đài, mang gông đi không nổi. Bị quỷ sứ ở sau đánh tới, cứ một bước bị đánh một cái, đến bước không nổi, té xuống, thì bị đánh liên tu bất tận, đến chết đi, sống lại. Cũng có một số bị nhốt vào lòng sắt, vì lúc còn sống, bắt thú nhốt vào lòng, để chơi cho vui thích. Tôi cũng khuyên bà con niệm Phật, hễ ai niệm Phật theo tôi, thì gông cùm tan rã, lòng sắt vỡ ra. Đây tôi chỉ nói sơ lược ở ngục thứ năm. Ngục thứ sáu. Vào ngục thứ sáu, tôi được nghe tội báo ở đây là do sát sanh hại mạng để ăn uống, như trâu bò, heo chó, gà vịt, rắn rùa. Số nào giết trâu bò ngựa chó thì vứt lên núi lửa. Giữa núi lửa có một cột đồng rất lớn, lửa cháy hừng hực. Số nào chỉ ăn mà không giết thì vứt lên cột đồng, lửa cháy xèo xèo, mùi hôi khét xông lên. Ở đây cũng có một số người bất hiếu, chửi cha mắng mẹ, hoặc bỏ cha mẹ bơ vơ khổ sở, cũng bị hình phạt như vậy. Thật khó mà khuyên họ niệm Phật vì nghiệp lực quá nặng. Chỉ có một số ở ngoài còn khuyên niệm Phật được. Hễ số nào niệm Phật thì ngưng hành hình, còn không niệm thì quỷ sứ cứ tiếp tục hình phạt mãi. Đi một đổi nữa, gặp một số người rất đông, số thì giữ gà vịt, số thì giữ heo bò dê ngựa. Tôi lấy làm lạ mà nói, ủa, ở địa ngục cũng có nuôi heo gà bò dê nữa hay sao? Có vị quan đi theo trả lời, không phải, đây là những chúng sanh khi còn sống nuôi bò, dê, heo, gà vịt để sanh lợi chứ không sát sanh. Chúng phải ở đây mà giữ số thú này. Chừng nào số thú này mãn kiếp mới được đi đầu thai, đó là chưa kể những tội khác, còn phải đến cửa ngục kia mà chịu tội nữa. Lại có một số người hay đi nghe những trò hát ca tình tứ, khiêu động tình dục, làm cho người say mê điên đảo, bị quỷ sứ bắt hát lại cho các người giữ thú xem. Nếu hát được thì thôi, bằng hát không được thì quỷ sứ đập tơi bời. Có vị quan đi theo nói, những chúng sanh này khi còn sống được giàu sang rồi ăn xài lãng phí, phải chi chúng nó dùng tiền bạc ấy để bố thí cho người nghèo đói, hoặc in kinh, tạc tượng Phật, hoặc cúng chùa, ủng hộ tăng ni tu học thì quý biết bao. Lúc chết được sanh về trời hưởng phước tu thêm, đặng về cảnh niết bàn, chớ có đâu mê muội xài phí đồng tiền vô ích mà nay phải vào địa ngục. Đi một đổi nữa, đến cầu Nại Hà, bắt ngang qua một cái hầm rộng lớn, ước chừng 5 mẫu đất. Cầu thì nhỏ tròn như cây cao, ở dưới đủ các loại thú vật, có từng đoàn,
đoạn đầu thì bầy trâu, bầy bò, bầy ngựa, bầy voi, bầy cột, bầy rắn. Kế tiếp là bầy gà, vịt, heo, dê đủ loại. Sau cùng là bầy chó. Nếu ai giết thú nào, khi đi qua cầu, ngang qua bầy thú ấy, do nghiệp lực tạo ác của mình mà phải té nhào xuống hố, mặc tình cho chúng nó giày bừa, đá đạp. Hễ giết voi thì voi dặm, giết chó thì chó xé, giết heo thì heo ủi, giết gà thì gà mổ, giết rắn thì rắn quấn, cho đến thân thể nát nhừ hôi thối, rồi đi thường mạng. Những người nào không sát hại sanh vật thì đi qua cầu được bình an. Tôi qua cầu cũng được bình an, vì nhờ đã cầu siêu cho đám gà vịt rồi. Khi đó có một con chó chạy theo tôi, cái thân thì người ta, mà đầu thì chó. Thấy nó, tôi phát run lên. Nó kêu: Rêu, rêu. Ủa bà ba, tôi là chết ô đây, cô quên tôi là sao? Tôi nói: Ủa, chó nô, mày chết lâu rồi mà sao còn ở đây? Nó liền nói: Tôi kiếp trước là đệ tử của thầy Giác Tân, vì lòng tham là ít của Tam Bảo nên phải làm kiếp chó để giữ chùa. Kiếp tôi chưa mãn mà bị người thuốc chết, tôi quyết chờ nó xuống đây để trả hận. Tôi bèn khuyên: Thôi, mày xin đi đầu thai đi, thù oán làm gì cho khổ, chẳng lẽ mày đợi mãi hay sao? Thôi nha, miệng nói mà chân tôi đi riết. Ra khỏi ngục, gặp Lục Biện, ngài nói: Người thấy chưa, chúng nó vì tội sát sanh hại mạng mà phải khổ sở như vậy. Khi về cõi Diêm Phù, ráng khuyên người đừng có sát sanh hại vật và đừng đốt giấy tiền. Chỉ có tội chứ không có phước đâu. Đó là sơ lược như vậy. Ngục thứ bảy. Khi đến Thất Điện, tôi nghe vua Thất Điện dạy rằng: Sư nữ của các ngươi, oai thần đã giảm, nếu vào địa ngục có xỉu thì nên đưa ra cấp tốc, hẻo nhiễm khí độc đó. Bước vào ngục, tôi thấy tội nhân bị quỷ sứ móc mắt, bẻ răng, cắt lỗ tai, xẻo lỗ mũi, cắt lưỡi. Số người rất đông, tôi cũng còn vững tinh thần. Đến chừng thấy người cậu, ghi chú, cậu chết tháng 2, tôi chết tháng 4. Chừng thấy người cậu bị bẻ răng, móc ruột, máu ra lai láng, tôi xỉu luôn. Chư thần liền đưa tôi ra. Nói chuyện với cậu. Khi tỉnh lại, tôi liền xin với Thất Điện cho tôi tiếp tục đi xem ngục thứ bảy. Thì ngài nói: Không được, vì oai thần của ngươi đã giảm, hãy về tu thêm đi. Tôi nói: Tôi có người cậu chết hôm tháng 2, đang chịu tội trong ngục, xin ngài cho tôi trở vào thăm. Ngài nói: Không được, để tôi cho quỷ sứ dẫn cậu của ngươi ra. Quỷ sứ đưa cậu tôi ra. Tôi liền hỏi: Hồi đó cậu đối với tôi, cậu tụng kinh Pháp Hoa 40 năm, sao nay cậu còn bị đọa vào địa ngục vậy? Cậu trả lời: Con ơi, vì cậu nói láo nên mới bị hình phạt như vậy. Cậu còn có cái tội khi dễ người đời, lại thêm hút thuốc cắt cổ nữa. Vậy con về con nói với thằng Khanh, thằng Trịnh, con của cậu á, phải bán hết gia sản làm chay, bố thí phóng sanh, hoặc ấn tống kinh sách, cúng chùa mà cầu siêu cho cậu. Vì của ấy là của mồ hôi nước mắt của người đời, cậu bóc lột của họ nhiều quá con ơi. Tôi bèn nói: Thôi, cậu hãy ráng niệm Phật, khi trở về dương thế, tôi sẽ tụng kinh mà cầu siêu cho cậu, chứ con cậu dễ gì mà tin theo lời tôi nói. Lúc ấy, Thất Điện có phán: Chúng sanh ở cõi Diêm Phù thật quá mê muội, tưởng chết rồi là mất hết, nên thẳng tay tạo điều ác nghiệp, đến khi chết xuống địa ngục ăn năn đã muộn. Khi về cõi Diêm Phù, cẩm có đôi lời nhắn nhủ với chúng sanh: Mỗi ngày phải ráng tu 1 giờ, hay nửa giờ, hoặc niệm Phật tụng kinh trì chú. Ngươi cũng khuyên chúng sanh đừng đốt giấy tiền mà cầu siêu cho ông bà, nếu như vậy thì Tần Quảng Dương đi ăn hối lộ của người dương thế hay sao?
muốn cho ông bà cha mẹ được siêu rỗi, thì phải biết bố thí cho kẻ nghèo đói, cúng chùa, ủng hộ tăng ni tu học, in kinh ấn tống, mua vật phóng sanh mà cầu siêu, thì cha mẹ ông bà có chết bao nhiêu năm cũng được siêu độ. Đến đây, tôi xin kiếu ngài để trở lại Nhất Điện. Trở về Nhất Điện. Khi về Nhất Điện, ngài phán: Người khám phá địa ngục, thấy sự trừng trị có công bằng không? Tôi đáp: Bạch ngài, sự hình phạt rất công bằng, nhưng chúng sanh tạo ác lúc nào không biết, nay thấy chúng bị hình phạt khổ sở, lòng cũng quá thương xót. Ngài nói: Chúng sanh khi còn sống chỉ lo cung phụng cái xác giả tạm mà gây bao tội ác, nào là sát hại sinh vật, nào là cướp của giết người, lòng tham vô đáy, muốn ngồi không mà hốt của thiên hạ, cho gia đình, thân tộc bè bạn vui sai, cuối cùng cái thần thức phải rơi vào địa ngục, thay vì nhà ngươi phải lãnh tội đuôi câm điếc mà trở lại cõi Diêm Phù trong 10 năm. Nhưng nhờ công đức phá 7 cửa ngục mà chúng sanh được siêu độ rất nhiều, nên giảm được tội đuôi, chỉ còn tội câm điếc, trong vòng 3 năm rồi xuống đây sẽ định lại. Nếu tinh tấn tu hành, gia đình tu thiện, tránh sát sanh thì còn giảm nữa, bằng không thì mang tật suốt đời. Nhà ngươi biết nhận tội ăn năn cải sửa, có lắm chúng sanh đến đây mà còn chối tội. Trẫm bèn cho xem kiến chiếu tiền ảnh, thấy việc làm của mình trên trần thế, lúc ấy hết phương chối cãi. Cũng có nhiều chúng sanh sinh sống lại để đem tiền của bố thí cúng chùa, nhưng xác thân chúng đã bị rã rồi, còn đâu mà trở về nữa. Vì một vong hồn xuất ra, quỷ sứ thu nhỏ lại, bỏ vào hầu lô mang xuống vua Đông Nhạc, kế giải qua Tây Nhạc. Đến ngày trẫm phân xử thì gần cả tháng, lúc ấy thay thi đã rã, còn đâu mà trở lại. Nên trẫm cho lên Nguyệt Cảnh Đài nhìn về quê quán, thì chồng đã có vợ khác, hoặc vợ đã có chồng khác, của cải bị đám con phá tán, gia tài hao mất, tình nghĩa như đám mây bay, rồi gục đầu mà khóc. Tôi bèn nói: Bạch ngài, tôi có thể xem các thứ ấy được không? Ngài nói: Đứa ác còn xem được, huống chi ngươi có ác có thiện chứ. Ngài vừa nói dứt, có vị thần đem kiến chiếu tiền ảnh ra cho tôi xem. Thật là hay quá! Lúc nào tôi làm gì, nói chuyện với ai, tính toán điều gì, đều hiện ra đầy đủ như ở cõi Diêm Phù, giống như ta coi hát vậy. Kế, ngài bảo tôi nhắm mắt để lên Nguyệt Cảnh Đài. Vừa mở mắt ra, thì thấy mình đang đứng trên một tấm kiến thật to lớn. Tôi đang nhìn qua ngó lại, không biết phải xem cách nào, thì bỗng có một vị cốt cách như tiên, tóc đỏ, râu vàng bước tới. Tôi hỏi: Ngài từ đâu đến đây? Ta chẳng phải ở đây, cũng chẳng phải từ đâu đến, hễ có ngài là có ta. Tôi nghe nói thế thì làm thinh. Ông bèn dẫn tôi xem về ngôi nhà của tôi. Thật là tỏ rõ vô cùng. Thấy xác tôi nằm trên ván đó, chung quanh có bà con cô bác lân cận, cũng có thằng em tôi ở Thủ Thừa vừa qua thăm. Con tôi, nó đứng gần bên xác tôi và đang nói năng điều chi đó. Xong rồi, người dẫn tôi xem thủ đô Sài Gòn, cũng thấy nhà cửa lầu đài xe chạy người qua kẻ lại, coi đến những đô thị trên thế giới. Các đô thị này thật lộng lẫy nguy nga, lớn hơn Sài Gòn nhiều lắm. Tôi bèn nói: Hay quá, thật là hay quá, xem được như vậy, dầu có chết hay sống, tôi cũng vui lòng. Ông tiên đáp: Hay mà cũng chưa hay. Ngài ráng tu chừng nào, không cần đứng trên Nguyệt Cảnh Đài này mà thấy được tất cả mọi thứ là mới hay. Đến đây, ngài bảo tôi trở về vì đã hết thời gian ấn định. Ngài vừa nói dứt câu thì thấy thân tôi đã đứng trước Nhất Điện. Nhất Điện bảo tôi đến lễ Bồ Tát đặng trở về cõi Diêm Phù. Trở về Dương Thế. Khi đến lễ Bồ Tát, vừa muốn bạch thì đã bị câm ngay. Bồ Tát khuyên: Khi về cõi Diêm Phù, ngươi nhớ lời đại nguyện mà tinh tấn tu hành, trong 3 năm xuống đây xét lại. Chư thần đưa tôi trở lại cung Long Dương, được vua Long Dương cho rồng đưa qua bể lạnh. Nhờ hơi rồng, tôi thấy ấm áp hơn bận đi. Gần đến ranh giới loài người, rồng dừng lại,
tôi cùng chư thần tạ ơn, rồi bay thẳng vào nội địa. Đến nhà tôi, chư thần hạ xuống vào nhà. Tôi thấy cái xác của tôi nằm ngay trên gián, không cử động, nước da xanh mét. Tôi bắt rùng mình. Trước kia, tuy tôi tu hành, nhưng cũng không chứng kiến được cái hồn của mình như thế nào. Ngày nay mới nhận được rõ ràng. Cái xác này là giả dối. Có hồn nhập vào thì nói năng cử động, hồn xuất ra thì cứng đờ xanh mét, rồi theo thời gian mà tan rã, chứ có chắc thật chi đâu. Vừa nghĩ thế thì thấy có một vị thần từ trong xác tôi xuất ra. Ghi chú, đó là thần giữ xác điều hòa hơi thở, bằng không thì xác bị hoại, tôi về sẽ không nhập vô được. Các vị thần ở ngoài xô tôi nhập vào xác. Lúc còn ở ngoài xác, tôi tỉnh táo lắm, có đau nhức chi đâu. Thế mà, khi nhập vào xác, tâm hồn tôi mê mẩn như người ngái ngủ, tay chân tê lạnh nặng nề, cả mình đau nhức. Một lúc, nghe gân cốt trong mình chuyển, hơi thở nghe điều hòa. Tôi bèn mở mắt ra, thì thấy con tôi đứng kề bên đó. Lòng tôi buồn rười rượi, tự nhiên nước mắt chảy dài, chứ không nói năng gì được. Một lúc lâu, tôi bàng hoàng ngồi dậy, thấy bà con đứng chung quanh. Tôi chỉ biết lắc đầu, hai hàng nước mắt cứ tuôn rơi, mà miệng không nói chi được hết. Trong mình nhức mỏi, các bắp thịt cứng đờ, cổ khô khốc. Chắc con tôi cũng khổ lắm, nhưng chẳng biết nói gì hơn, chỉ lấy mắt mà nhìn. Lúc ấy, đồng hồ chỉ 12 giờ ngày 24 tháng 4 năm Dần. Trọn ngày hôm đó và liên tiếp cho đến 3-4 hôm sau, tôi ăn ngủ không được, lòng như còn hãi hùng khiếp sợ. Hễ nhắm mắt lại thì thấy cảnh địa ngục hành hình. Con tôi nó thấy tôi quá khổ sở, nó cầu nguyện ăn chay một tháng để tụng kinh Địa Tạng cầu nguyện cho tôi. Sau một tháng tôi cũng chưa nói được, nó không thối chí, vẫn tiếp tục ăn chay cầu nguyện. Còn tôi, hễ nhớ đến chúng sanh nơi địa ngục thì lòng đau nhói. Hằng ngày tôi tụng kinh Pháp Hoa bằng mắt, bằng tâm chứ không ra lời. Mỗi ngày tôi tụng một cuốn hoặc hai ngày một cuốn. Do đó con tôi và tôi tụng luôn 6 tháng. Xuống địa ngục lần thứ hai. Đến ngày 12 tháng 10 cũng năm Dần, chư thần xuống rước tôi xuống âm phủ. Chư thần cõng tôi qua địa phận loài người thì có rồng chờ sẵn mà đưa ngay vào địa ngục. Hai vị Bồ Tát đã đến lúc nào? Thấy hai vị Bồ Tát, tôi bèn đến đảnh lễ. Bồ Tát Quan Âm phán: Quý thầy, và ngươi giữ tròn lời đại nguyện, về cõi Diêm Phù thọ trì kinh Pháp Hoa, cầu nguyện cho chúng sanh nơi địa ngục. Ta cho ngươi biết, oai thần kinh Pháp Hoa rất lớn, và cũng nhờ ngươi đem hết thân tâm cầu nguyện, nên mỗi bộ được siêu rỗi trên 2000 vong linh. Nhà ngươi có đứa con đại hiếu, ăn chay tụng kinh cầu nguyện cho mẹ, tội ngươi được ân xá thêm. Ngài bèn bảo vị thần đưa tôi chung nước uống và rửa mặt. Lạ thay, rửa mặt xong thì tôi nói được. Bồ Tát nói tiếp: Oai thần của ngươi đã đủ sức khám phá địa ngục, hãy đến Nhất Điện Tần Quảng Dương mà lãnh ấn. Tôi bèn đến Nhất Điện làm lễ lãnh ấn, thì ngài hết sức vui mừng, từ trên ngai vàng bước xuống mà phán rằng: Cảm rất mừng cho hiền tăng, tưởng đâu 3 năm mới trở xuống, nào ngờ chỉ có 6 tháng. Nay mới biết rõ tâm ngài, vì thương xót chúng sanh nơi địa ngục, không quản nhọc nhằn, đem hết tâm trí thọ trì kinh Pháp qua để cầu siêu cho chúng. Bao nhiêu công đức thọ trì kinh Pháp của con ngài, ngài cũng nguyện hồi hướng hết cho chúng sanh. Thật quý thai. Một điều nữa là trẫm muốn cho hiền tăng phải lãnh phần in kinh ấn tống để ủng hộ tăng ni tu học, và hàng Phật tử có đủ sách kinh để tu hành. Vậy ngài nghĩ sao? Tôi nói: Bạch ngài, tôi không sợ khó nhọc, nhưng vì tiền tài không có, xin ngài hoan hỷ cho. Nói đến đó rồi thôi, ngài bèn đóng ấn đưa cho vị quan đặng khám phá địa ngục tiếp. Phá tiếp ngục thứ bảy. Chư thần cõng tôi bay thẳng đến địa ngục thứ bảy, vì các ngục kia tôi đã khám phá rồi. Khi vào đến thất điện, thất điện Thái Sơn Dương cũng đón tiếp niềm nở, rồi đóng ấn giao cho vị quan để vào ngục thứ bảy.
Trong ngục thứ bảy, có một số người rất đông, vì tội gian dâm. Đàn bà có chồng mà còn đi ngoại tình, đàn ông có vợ mà còn đi phá trinh, hoặc gian dâm với vợ người thì bị cưa cắt, xây giả, bầm quết xong lại bị dứt ra đổ đóng. Những người mưu mô kế hoạch xảo trá, cho vay bạc nợ, mượn bạc ngát lời, hoặc làm bạc giả, chứa bài bạc, hối lộ gian tà, cũng bị hành hình như vậy. Chết rồi quần hồn cho sống, sống lại bị hành hình cho chết, khổ không thể tả. Khi muốn cho sống dậy, quỷ sứ cầm một cái bình nước rưới lên đống thịt, thì đống thịt liền hiện hình sống dậy, rồi lại cũng bị chặt bầm nữa. Thấy vậy, lòng rất xót thương, nên tôi kêu: hỡi các vong hồn, hãy ráng niệm Phật. Tôi cũng niệm Phật để cầu nguyện cho tất cả được siêu thoát. Vậy các người hãy niệm Phật đi. Vong nào nghe lời niệm Phật thì khỏi bị hành hình, còn vong nào không niệm thì quỷ sứ tiếp tục hành hình. Đó chỉ là nói sơ lược. Ngục thứ 8. Vào ngục thứ 8 này, không biết bao nhiêu tội nhân bị hành hình khổ sở. Một cục đồng thật lớn, bề tròn chừng 6 thước, lửa đốt cháy rực. Quỷ sứ bắt tội nhân ôm cục đồng, nếu không ôm thì chúng lấy chĩa ba đâm mà dứt vào. Kế là những vạt dầu sôi sắp có hàng rất nhiều, quỷ sứ bắt tội nhân ném vào đấy, hoặc nắm hai chân nhúng đầu vào vạt dầu, chết rồi quần hồn sống lại tiếp tục hành hình. Đây là do tội mưu mô kế hoạch của kẻ loạn dâm để lấy lợi, dụ dỗ gái để đem bán ở lầu xanh, hiếp dâm đàn bà con gái, hoặc thầy thuốc hốt thuốc giết người phá thai để lấy tiền, hoặc ỷ giàu có phao phản hiếp đáp người rồi đem tiền chuộc tội, hoặc xúi người kiện cáo chia rẽ anh em, hoặc chửi trời mắng đất khi dễ thánh thần. Tội nhân này lại bị ó, bù cắt, chim ưng mổ xé, nó ăn còn xương chất đóng, rồi quần hồn sống dậy để chịu khổ nữa. Tôi cũng có khuyên các vong niệm Phật, nhưng các vong ở đây vì tội chướng quá nặng nề nên số niệm Phật được rất ít. Số nào niệm Phật thì quỷ sứ để cho ngồi nghỉ không hành phạt, còn số kia thì cứ tiếp tục hành. Ngục thứ 9. Tôi cùng chư thần vào đến cửu điện. Cửu điện Độ Thị Vương ân cần tiếp rước, ngài phán: trẫm nghe có người ở cõi Diêm Phù xuống phá địa ngục, từ lâu trẫm cũng có lòng trông, đến nay mới được hội kiến, thật là quý báo. Tôi nói: bạch ngài, trước kia tôi đi khám phá đến địa ngục thứ 7 thì trở về vì quay thần chưa đủ, ngày nay khám phá tiếp, xin ngài hoan hỷ chỉ dạy cho. Ngài nói: trẫm cũng đi theo nữa. Trước kia ngài ở địa ngục này 28 năm, ngài còn nhớ không? Hãy vào đây xem có ai quen thuộc không. Vừa nói vừa đi vào ngục. Thì hỡi ơi, trong ngục thứ 9 này toàn là quý vị tu hành, một số thì quỳ trên bàn chông, vì trước kia mang lớp tu hành, ỷ mình học giỏi khinh khi các vị tăng ni đại đức giới hạnh thanh tịnh. Một số khác quỳ trước cây đèn lưu ly mà tụng kinh, vì lãnh tụng kinh cho người đời mà tụng không đủ. Một số khác bị hành hình đủ cách, như ở các ngục khác, tùy theo tội nặng hay nhẹ. Cửu điện Độ Thị Vương chỉ số bị hành phạt mà nói: số này mượn lớp tu hành mà phá chúng, lạm dụng của thường trụ mà làm việc riêng tư phi pháp, hoặc phá giới phạm trai, ở chùa mà ăn mặn, sát sanh hại vật, hoặc cống cao ngạo mạn khi dễ tăng ni thanh tịnh, hoặc quỷ hoại của đàn na thí chủ, rẽ rúng bạch y cư sĩ, tu mà không kính Phật lại quỷ pháp, giọng ngữ chưa được mà nói được, chưa chứng mà nói chứng, tưởng mình là Phật khi dễ thánh thần, xem thường trời đất, cho nên ngày nay bị hành phạt như vậy. Tôi nghe như thế bèn khuyên các vong niệm Phật. Tôi nói: kính thưa quý ngài, tôi xem quý ngài như thầy của tôi vậy. Tôi biết quý ngài học giỏi hơn tôi nhiều lắm, cũng vì một chút lỗi lầm chi đó mà phạm giới. Vậy hôm nay quý ngài cùng tôi niệm Phật, đặng tiêu nghiệp chướng, trở lại cõi Diêm Phù mà tu nữa, cho đến ngài thành chánh đẳng chánh giác. Tôi khuyên như vậy đôi ba lần mà các ngài cứ gục đầu không chịu niệm Phật, cho nên cửu điện ngài phán tiếp: chúng mày thật mê muội,
có người đến cứu mình mà mình không chịu cứu mình. Nếu gọi đây là tăng ni bị hành phạt thì không đúng, mà phải gọi là nam và nữ mượn lớp đạo để phá đạo chứ đâu phải là tăng ni. Tăng ni thì giới hạnh thanh tịnh, tăng ni thì giác độ chúng sanh, tăng ni thì yêu thương vạn loại, tăng ni thì quỷ mình vì đạo pháp làm gương cho chúng sanh, tăng ni thì về cảnh niết bàn, chứ tăng ni nào mà ở địa ngục. Thôi ngài cũng đừng khuyên nữa, chúng đã không sám hối tội lỗi thì cứ để cho chúng nó ở đó mà chịu hành phạt. Trẫm có mấy lời, khi về cõi Diêm Phù nhắc lại lời của trẫm, để cho chúng sanh thức tỉnh tu hành. Ngài nói xong, tôi bèn kiếu từ để ra ngục thứ 10. Ngục thứ 10. Vào ngục thứ 10 toàn là ngạ quỷ, cái bụng lớn như trống chầu, cái đầu tợ như cái nôm, cổ lại nhỏ như cổ tay vậy, chịu đói chịu khát, lửa dữ thường phát ra cháy thân. Nhân vì tội keo kiệt, bỏng sẻn tham lam thái quá, một năm chúng chỉ ăn được 3 ngày rằm lớn. Tôi thấy vậy quá khổ sở, bèn niệm Phật: Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, Nam mô Tầm Thinh cứu khổ cho tất cả chúng sanh nơi địa ngục thứ 10 này Quan Thế Âm Bồ Tát, Nam mô Đại Nguyện Địa Tạng Vương Bồ Tát. Tôi niệm như vậy không ngừng ngớt, chỉ thấy chúng ngóc cổ lên dồn chứ không niệm được, vì khi chúng mở miệng ra thì lửa từ trong miệng phát ra cháy thân. Một vị quan nói: Thấy chúng khổ thì cũng thương, nhưng khi chúng ở cõi Diêm Phù làm nhiều tội ác, nào cướp của giết người, làm đủ thập ác, lại còn khi dễ Phật Pháp Tăng, không tin nhân quả, thấy người tu hành thì ngạo ố, thấy ai bố thí thì biểu môi cười, lại còn chửi cha mắng mẹ, sát sanh hại vật quá nhiều. Nếu cho chúng trở lại làm người á, thì hại chúng sanh không kể xiết. Để cho chúng làm ngạ quỷ ở đây cả ngàn năm xong kiếp ngạ quỷ, phải đầu thai làm kiếp thú cũng không biết bao nhiêu kiếp, mãn kiếp thú được tiến lên làm kiếp người ngu độn tối tăm, chúng sanh mê muội một kiếp làm ác mà ngàn kiếp phải đau khổ. Tôi thấy không sao cứu chúng được, nên tôi ra khỏi ngục thứ 10. Vào núi lửa. Vào núi lửa thì thập điện phán: Nay ngài đến ngục thứ 10 mà oai thần của ngài còn đầy đủ, bây giờ phải vào núi lửa mới biết đức của ngài cao thấp. Tôi nói: Bạch ngài, ở cửa ngục thứ 6 cũng có núi lửa mà không ai bảo tôi vào, sao đến đây tôi đã phá 10 ngục mà ngài còn bắt tôi vào núi lửa? Thập điện nói: Núi lửa ở địa ngục thứ 6 để hành phạt chúng sanh ác quấy, còn núi lửa này để thử sức người tu, ngài vào sẽ biết. Tôi nghĩ thôi thì vì mình ác quá nên đành cam chịu. Tôi bèn quỳ xuống mà nguyện: Nay con xin nguyện cùng 10 phương chư Phật chứng minh cho con, nếu như con có bổn phận về cõi Diêm Phù nói chuyện âm phủ cho người nghe mà tu hành, thì vào núi lửa này vẫn bình an. Còn như con thiếu phước đức, thân này có tiêu hoại, xin núi lửa cũng tắt theo, để sau này không còn chúng sanh nào phải chịu khổ như con nữa. Nhìn vào núi lửa thấy cháy rực, cách xa độ trăm thước mà còn nóng bức vô cùng, huống chi vào làm sao toàn vẹn được. Khi sắp vào núi lửa thì chư thần cũng than thở bảo: Núi lửa này nhiều người vào đây đã tiêu tan thành tro bụi. Tôi bèn hỏi: Quý ngài dám vào không? Thì thần nói: Chỉ có Phật và Bồ Tát vô được mà thôi, chứ như chúng tôi vào cũng tiêu tan hết. Tôi liền nghĩ bụng: Thôi dầu sao thì mình cũng phải vào. Tôi bèn chạy bay vô, thế mà lạ thay, không thấy nóng chi hết. Quá mừng, tôi bèn đi qua đi lại coi núi lửa bao lớn. Khi vòng vào phía trong thì gặp ngay Đức Chuẩn Đề. Tôi bèn quỳ xuống làm lễ. Ngài bèn kêu tôi và nói: Nhà ngươi vào núi lửa mà thân còn nguyên vẹn là nhờ 6 kiếp tu hành vừa qua, chứ đâu phải công phu tu hành trong một kiếp này mà được. Nhà ngươi có biết tại sao kiếp này nhà ngươi ngu dốt không? Vì kiếp vừa qua, ngươi xuất gia từ 8 tuổi cho đến 42 tuổi,
tuổi trong sạch lại học kinh luật luận rất giỏi, rồi sanh tâm cống cao dấu pháp đại thừa, không chịu truyền ra cho ai hết, chỉ để riêng cho mình biết, để người đời sùng bái. Vì vậy kiếp này ngươi phải chịu dốt nát u mê, đặng đền tội dấu pháp của Phật. Ta hỏi ngươi, tại sao nơi nhất điện ngươi không lãnh sứ mạng in kinh ấn tống? Tôi nói, bạch Bồ Tát, con không phải sợ mệt nhọc, vì không tiền tài làm sao dám lãnh việc lớn được. Bồ Tát nói, ta không cần ngươi có tài sản, nếu như ngươi giữ tròn bổn phận, không tham của đời, thì ta sẽ cho chư thần ủng hộ, nhà ngươi muốn chi có nấy, miễn gì Phật Pháp ngoài ra không đặng. Tôi bèn quỳ bạch, bạch Bồ Tát, nếu được vậy thì có nguyện đời đời kiếp kiếp in kinh ấn tống ủng hộ tăng ni mãi, cho đến khi Đức Phật Di Lặc ra đời, con không hề thối chuyển. Bồ Tát nói, lành thai, ngươi sẽ được như nguyện. Tôi vừa ngước lên thì Ngài biến mất, nhìn lại núi lửa cũng không còn. Khi đó chư thần hết sức mừng rỡ, bay đến tán thán không cùng. Trở lại ngục thứ 10, vua thập điện nói, Ngài công đức lớn, đã khám phá 10 địa ngục, cứu thoát rất nhiều chúng sanh, nay vì đại nguyện mà tiêu tan núi lửa, vậy còn ngục vô gián Ngài khám phá luôn, rồi trở lại đây xem, trẫm cho hồn đi đầu thai làm thú. Ngục vô gián. Đến đây tôi cùng chư thần đi xuống mấy cấp thềm đến ngục vô gián. Ngục này lớn không thể tả, rộng như biển, cao như núi. Trong biển sâu rộng, chúng sanh lặn hụp, máu trào theo nước cuồn cuộn sôi. Vật dưới biển kỳ hình dị tướng, mỏ như sắt, răng như dao, mỏng tợ gươm, rượt bắt tội nhân cào cấu xé thay, chạy lên bị quỷ lùa xuống, kêu gào ơi ơi, thấy mà tán đổm kinh hồn. Tôi ráng niệm Phật, nhưng họ không nghe. Tôi liền kêu lên, các thú dưới biển, hãy lắng tai nghe tôi nói đây. Vì các ngươi bấy lâu nay tạo tội nên mới làm thú ở nơi đây, các ngươi muốn trả thù cũng chẳng ích gì, chi bằng các ngươi nên yên lặng, cho vong linh bình tĩnh nghe tôi niệm Phật. Các ngươi cũng niệm Phật sẽ đặng tiến hóa làm người, chứ như vậy tôi thấy khổ sở quá. Kêu đôi ba lần, các con thú nghe lời tôi, nó bỏ lên bờ. Vong hồn nào còn bình tĩnh niệm Phật cũng được lên bờ. Xem hình như họ ngủ gục. Xong rồi tôi liền qua bên này, có một cái ngục rất lớn, tối đen thâm thẳm, chúng sanh trong đó đông thật đông, tiếng kêu gào lạc giọng, khào khào ve ve, rần rần vậy, nói chuyện không nghe được. Không biết làm sao, tôi bèn cất tiếng niệm, Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, Nam Mô Cứu Khổ Cứu Nạn Quan Thế Âm Bồ Tát, Nam Mô Đại Nguyện Địa Tạng Vương Bồ Tát. Địa ngục liền sáng ra, họ thấy tôi. Khi họ vừa thấy tôi, họ ngoắc, tôi ngoắc họ lại và kêu, lại đây, khi đó họ lóng nhóng ló đầu ra. Tôi liền bảo họ niệm Phật, tôi niệm có 4 câu mà địa ngục được sáng như vậy, vậy quý vị hãy ráng niệm Phật đi. Khi họ niệm Phật rần lên thì cửa ngục mở tung. Tôi lại sang địa ngục phía bên kia, đây cũng là một trong bao nhiêu ngục. Ngục này là núi đá nhiều cục, mỗi cục đá có một người nằm, đá lớn người lớn, đá nhỏ người nhỏ. Trên thân người có trâu đá, chó đá, ngựa đá cài bừa, cào cấu, thấy thật là ghê tởm. Vì tội lỗi chúng sanh ở đây, không kể hết được nhiều ngục nhiều hình, tôi chỉ kể sơ lược thôi. Ở nơi địa ngục này, tội nhân bị hành hình, muôn lần sống, muôn lần chết, không chút ngừng nghỉ, mới gọi là vô gián. Vì tội ác ngũ nghịch, chịu quả báo như vậy. Hồn đi đầu thai làm thú. Bấy giờ tôi cùng chư thần trở về thập điện để xem vong hồn đi đầu thai làm thú trả nghiệp. Tôi lấy làm đau lòng, một số người đông lắm đều phải sanh làm thú, số giết trâu giết bò giết ngựa giết chó giết dê heo rắn gà vịt, mỗi số đứng riêng một nhóm có hàng. Khi cho đi đầu thai, quỷ sứ dẫn hồn ra sông Ứ Nê nơi dòng nước đỏ, đến đó quỷ sứ múc nước đỏ cho vong uống. Đang là người mà khi uống nước vào thì liền quá thú, kẻ quá trâu bò, người quá ngựa heo dê rắn gà vịt. Những vong chưa uống
họ sợ quá, bịt mắt không dám ngó, thật là thảm thiết. Quỷ sứ kéo trì, họ vừa khóc vừa uống, để phải chịu mọc lông mọc sừng. Khi các vong quá thú hết rồi, một số quỷ sứ rất đông cầm một cây như cây cọ chấm vào lưỡi những con vật, làm cho nó không biết nói. Quỷ sứ thâu các hồn nhỏ lại để bỏ vào hồ lô đem đi đầu thai. Khi đó tôi làm liều đến trước thập điện mà xin tha cho họ. Thập điện nói: vì nghiệp lực của chúng nó quá nặng nề nên phải chịu đầu thai đền mạng, nhiều đời nhiều kiếp sát hại sinh mạng nhiều không thể kể, thậm chí cho đến vật không ăn được chúng nó cũng giết rồi bỏ đi. Tội ác tài trời, chúng nó phải đền mạng không làm sao được, không ai xin hay thay thế cho chúng nó được đâu. Dù cha hay con đi nữa thì tội ai nấy chịu, đành vậy thôi. Đến đó tôi bèn từ giả thập điện để trở về nhất điện. Trở về cõi Diêm Phù. Về đến nhất điện, tôi đến đảnh lễ Đức Địa Tạng và Đức Quan Âm. Ngài nói: ngày nay ngươi khám phá địa ngục xong, hãy về nói cho người đời nghe lại, và phải cố in kinh ấn tống, ta hỗ trợ cho. Ngươi có tâm độ người địa ngục, nhưng chưa bằng độ chúng sanh ở cõi Diêm Phù. Vì cõi đó chúng sanh còn tạo tội, thì địa ngục không ngày nào cho hết. Hôm nay ta trợ duyên cho ngươi ba chung nước để ngươi định tâm nhớ lại việc địa ngục, nói cho chúng sanh nghe, lo tu hành, quy y, giữ giới ăn chay, cử sát sanh thì không xa vào địa ngục. Trong kiếp này ngươi vì phải trả nghiệp nên kinh luật chẳng thông, bởi vậy không được làm thầy ai hết. Sau này ngươi cũng mở đạo, nhưng đạo của ngươi chỉ dụng pháp phá địa ngục. Hiện nay nhân duyên của ngươi phải theo giáo pháp Đại Thừa, dùng phương tiện hóa độ chúng sanh, và khuyên người chớ lầm mê đốt đồ mã mà để cầu siêu vô ích. Khuyên người nên tụng kinh niệm Phật, cử sát sanh và in kinh ấn tống, như vậy rất dễ tiêu nghiệp chướng, sớm được giải thoát. Gặp thầy tiền kiếp. Bồ Tát nói tiếp: ngươi có biết sư trưởng Minh Ngọc không? Sư trưởng Minh Ngọc là thầy của ngươi ở kiếp tu hành thứ ba, nay đang giáo hóa niệt chúng. Vậy ngươi nên tìm đến Thọ Giáo để hành đạo. Tôi nói: bạch Đức Bồ Tát, con nguyện vâng lời, dầu cho khổ sở hay trải qua muôn ngàn kiếp con cũng không chán nản. Con nguyện làm sao có chúng sanh sớm tỉnh ngộ quay về với Phật Pháp là con vui rồi. Bồ Tát nói: lời nguyện của ngươi sẽ thành, và sau này sẽ chứng quả. Tôi liền lễ Đức Bồ Tát Quan Âm và Bồ Tát Địa Tạng xong, rồi đến từ giả nhất điện Tần Quảng Dương để trở về cõi thế. Ngài cũng khuyên tôi về ráng độ chúng sanh tu hành theo Phật. Qua cảnh Long Dương. Tôi cùng chư thần qua cảnh Long Dương để tạ ơn Ngài ba phen cho rồng đưa rước. Khi vào đến đền Long Dương, cung điện nguy nga, cảnh trí tốt đẹp xinh tươi, muôn vàng rực rỡ. Đức Long Dương từ trên ngai vàng bước xuống đón chào. Ngài nói: hiền tăng nay trở lại cõi Diêm Phù, xin cũng vì trẫm mà độ cho công chúa con của trẫm đang bị đọa ở cõi Diêm Phù tu hành theo Phật. Hiền tăng có muốn cần bao nhiêu long thần hỗ trợ, trẫm sẽ giúp cho. Tôi nói: bạch ngài, việc độ công chúa tu hành tôi xin lãnh, còn việc xin long thần hỗ trợ xin ngài cũng hoan hỷ, tôi không dám ước mong. Kế đó tôi cùng chư thần tạ ơn Long Dương đã ba phen cho rồng đưa rước và cứu từ ngài để trở về cõi thế. Đức Long Dương cùng bá quan tiễn đưa ra tận bờ biển, rồi ngài cho thần rồng đưa chư thần cùng tôi qua biển lạnh. Khi tới ranh giới loài người, sau khi cảm tạ thần rồng, chư thần đưa tôi về nhập xác như kỳ trước. Lúc ấy đúng 12 giờ, ngày 13 tháng 10 năm Dần. Thời gian sau tôi quên sư trưởng Minh Ngọc vì cứ lo nói chuyện địa ngục, cho đến khi có vị thánh nữ mách bảo trên Quan Âm tu viện không yên và thiếu hụt, nhớ lại lời Bồ Tát, tôi liền tìm thầy tiền kiếp là sư trưởng Minh Ngọc Thọ Giáo
rồi từ đó lo hiệp sức với thầy Hoằng Dương Phật Pháp. Cảnh địa tiên. Hôm nay tôi xin tiếp tục thuật lại những cảnh trí thanh tịnh mà tôi đến tận nơi mắt thấy tai nghe một cách tường tận. Ghi chú, chỗ này tôi xin nói rõ là chư thần trục hồn và đưa tôi đi, còn xác tôi thì nằm thiêm thiếp ở nhà như người sắp chết. Để khuyến khích tôi tinh tấn trên đường tu hành, và cũng để sau này tôi thuật lại cho đời nghe mà thêm lòng tin vững chắc, cho nên Nhất Điện Tần Quảng Dương phê chiếu chỉ cho tôi được viếng cảnh địa tiên, nhân hiền và cảnh Long Dương trước khi về cõi thế. Sau khi lãnh chiếu chỉ, chư thần đỡ tôi bay bổng lên mây. Từ cảnh địa ngục qua cảnh địa tiên, phải vượt qua biển mênh mông, chỉ thấy mây và nước. Đến nơi, chư thần đáp xuống, nhìn qua cảnh trí thật là xinh đẹp, tưởng như cảnh trời nào vậy. Con người ở đây đẹp đẽ và to lớn lạ thường, khác hẳn người dương thế nhỏ nhất xấu xa. Người ở đây phải gọi là tiên mới đúng, không già không chết, không bệnh tật ốm đau, sống với thiên nhiên, khỏi phải làm lụng nhọc nhằn vất vả, khỏi bận tâm đến cái ăn cái mặc chỗ ở chi chi hết. Hằng ngày chỉ lo tu hành luận đạo nghe thuyết pháp, người tu trước dạy người tu sau, người lớn dạy người nhỏ, tiếp tục dạy truyền như vậy. Ngoài ra chỉ ngao du ngoạn cảnh, lượm ngọc thưởng qua. Nơi đây có một kho báu rất lớn, không bút nào tả hết được. Ở giữa ngọc chất cao như núi, nhỏ có, lớn có, đủ màu sắc, chiếu lên sáng rực một vòng trời. Ngọn núi ngọc này được bao bọc bởi một dải núi vàng, phía ngoài là dải núi bạc, bao bọc núi vàng như thành trì kiên cố. Tôi nghĩ bụng, ở đây châu ngọc chất thành núi mà chẳng ai dùng, còn ở cõi trần, chỉ vì một viên ngọc nhỏ mà làm cho con người sanh tâm ác độc, đến chỗ giết hại lẫn nhau, thật là mê muội. Thấy chúng tôi đằng dân vừa đến, các vị đại tiên ở đây chào mừng tiếp rước. Các ngài tưởng tôi là người ở cõi thế, đã tạo được nhiều công đức với đời, sau khi mãn số được đắc quả về đây. Lúc ấy, chư thần theo tôi đến trình chiếu chỉ của Nhất Điện Tần Quảng Dương. Các vị đại tiên mới rõ tôi chỉ là người đi dạo cảnh và còn trở lại cõi Diêm Phù. Được biết thế, các ngài tỏ ra ân cần trọng hậu. Có vị đại tiên phán: từ xưa đến nay, nào có ai chết đi mà sống lại. Để thuật lại cho chúng sanh biết còn nhiều cõi đẹp đẽ và vững chắc muôn đời. Vì thế chúng sanh ở cõi Diêm Phù sống trong giả cảnh khổ đau mà nào biết chi, thật là tội nghiệp. Chúng mê muội quay cuồng trong giả cảnh, rồi tranh giành cấu xé lẫn nhau, tạo nghiệp ác từ khổ này sang khổ khác, tiếp nối không ngừng. Phải chi chúng sanh ở cõi Diêm Phù biết thế gian là giả cảnh, và ngoài giả cảnh ấy còn bao nhiêu thật cảnh tốt đẹp, đạo đức đời đời. Nơi đây không phải khổ vì sanh già, bệnh tử, không phải khổ vì thiên tai, hỏa hoạn, không phải khổ vì chiến tranh chết chóc, không phải khổ vì đói rét bức thân. Chừng ấy, chúng sanh không phải bám níu vì cảnh giả nữa, mà phải đi tìm cảnh thật hạnh phúc này. Nhưng cũng may thay, nay Hiền Tăng đã đến đây rồi, khi trở về cõi thế, tôi xin nhắn nhủ đôi lời với người phàm tục. Ai cũng có chân tánh Phật, phải ráng tu hành đặng về cảnh Phật, chớ cảnh địa tiên này còn thấp thỏi lắm. Cảnh này cũng còn là tạm, nơi đây để dìu dắt những bậc hiền nhân, nhưng còn kém phước về đường đạo. Chẳng hạn những người khi còn sống ở cõi thế trọn hiếu, trọn trung, trọn tiết mà không phạm tội sát sanh hại mạng, không quỷ bán tam bảo, khi chết được về cảnh địa tiên, hằng ngày lo học đạo tu thêm lần lần đắc quả, về các cõi trời mà lo tu nữa. Nói xong, các ngài dẫn chúng tôi đi dạo cảnh. Tôi được biết, vị tiên lớn nhất cai quản cõi địa tiên mặc áo đỏ râu vàng, chân mài bạc, cởi công. Các vị tiên bậc trung thì mặc áo hồng, y vàng lợt. Các vị tiên nhỏ thì mặc áo xanh, y trắng và không có râu. Chẳng hạn nam hay nữ, ai ở động nào thì vào động đó. Nói là động, chứ thật ra nguy nga như các ngôi tháp lớn ở cõi Diêm Phù. Nhiều vị tiên ngồi thiền ở dưới những gốc cây lớn. Mặt đất ở đây như pha lê cẩm thạch,
trong sạch mát mẻ, chứ không giống đất đá ở cõi Diêm Phù. Nơi khác, nhiều vị tiên đi kinh hành, niệm Phật, nhiều chỗ các vị tiên tụng kinh như ở cõi Diêm Phù. Ở đây cây cối xum xuê, tàn lá rậm rạp, trái đặt cây dùng không hết. Lạ một điều là trái nhiều hơn lá, phía dưới gốc cây không một trái rụng, không một chiếc lá rơi, mặt đất đâu đâu cũng bằng phẳng trong mát. Các vị tiên ở đây chỉ lo tu hành, không bận tâm đến miếng ăn vật uống, mỗi tháng chỉ thọ thực hai lần, nhằm ngày 14 và ngày 30. Các vị tiên cho biết, mỗi lần thọ thực như vậy no hoài không biết đói, mà nghe trong thân khỏe khoắn nhẹ nhàng, càng ngày càng lớn càng xinh đẹp. Những người mới đắc quả về đây còn nhỏ nhít xấu xa, nhưng vẫn đẹp hơn người cõi thế. Các ngài dẫn tôi đi lần ra mé biển, bờ biển toàn là vàng có cục có khối, lăn lóc như đá cuội ở bờ biển cõi đời. Trên bãi biển, nào cù rồng, cua biển, rùa rắn đủ màu sắc. Nếu chúng sanh ở cõi Diêm Phù mà nhìn thấy, chắc chết giấc. Một vị rồng bề dài chừng 300 thước, bề ngang độ 6 thước. Một con rùa như chiếc xe hơi, con cua biển như xe bò. Dưới nước không biết bao nhiêu là cá đủ màu sắc. Cá có vảy, cá có lông, cá bốn mắt, cá có tai, cá có cánh. Đó là chỉ nhìn sơ qua thôi, chứ không có thì giờ mà quan sát cho hết. Còn châu ngọc dưới biển cũng nhiều, chư tiên không có thì giờ mà lượm. Lúc ấy, có một vị tiên phăng phăng đi xuống biển, nước biển rẽ ra hai bên thật là lạ. Bỗng một luồng bạch quang từ dưới xẹt lên, vị tiên cúi xuống lượm lên một hạt châu, bèn dâng cho đại tiên, ngài dạy đem vào kho núi báu. Tôi thấy vậy bèn hỏi, bạch ngài, tại sao nơi đây không xài châu ngọc, mà chứa thành núi để làm gì? Vị tiên trả lời, ở cõi này không xài châu ngọc, nhưng Thượng Đế phê chiếu chỉ, bảo các vị tiên ở đây phải lượm ngọc để dành. Sau này đem về cõi Diêm Phù mà xây thành núi báu, cho chúng sanh ở cõi đó dùng. Kế vị đại tiên hướng dẫn tôi đi các nơi khác. Nói là đi cho dễ hiểu, chứ thật ra là bay như gió, chứ không phải bước từng bước như người cõi thế. Nơi nào cũng mát mẻ xinh đẹp, đâu đâu cũng có hoa quả đầy đàn, tháp vàng tháp ngọc hào quang sáng chói, thật trí phàm không sao nói hết được. Dạo một đổi, vị đại tiên mời tôi cùng chư thần dự yến viên. Vị đại tiên dẫn chúng tôi đến trung tâm, nơi đây lầu cát nguy nga, giữa một vườn hoa rực rỡ. Bỗng từ đâu bàn ghế, mâm trái đầy dãy, bình chung bằng châu ngọc để theo hàng. Tôi lấy làm kinh ngạc, bèn nghĩ bụng, người đời làm lụng vất vả mới tạo tác được thứ kia vật nọ, thế mà muôn vật có chi bền, rốt cuộc rồi đều hư hoại, thân người rồi cũng già chết, nào ai sống được trăm năm. Sao bằng nơi tiên cảnh, ngày tháng tiêu dao vui thú trong cảnh nước non trăng gió, cảnh đẹp người xinh, không cần nhọc nhằn tạo tác, mà muôn vật sẵn dùng, không già không chết, sống mãi muôn đời, thật là sung sướng biết bao. Vừa nghĩ thế, nghe vị đại tiên mời tôi vào bàn dự tiệc. Lúc ấy, vị thần đi gần bên tôi bảo rằng, mặc dầu đại tiên có lòng hậu đãi Hiền Tăng, nhưng Hiền Tăng đừng dùng vật này. Hiền Tăng còn trở lại cõi Diêm Phù, nếu dùng cái này á, khi Hiền Tăng trở về nhập xác, no hoài không đói, thì xác thân sẽ tiều tụy, đau ốm, làm sao mà tu hành được. Lúc ấy, vị đại tiên tiếp đãi rất trọng hậu, ngài mời mọc tôi đôi ba lần. Thấy nhiều trái lạ đủ màu sắc, mùi thơm ngào ngạt, nhưng tôi chỉ lấy mắt mà nhìn. Thật ra tôi cũng muốn ăn thử một miếng cho biết, nhưng vì chư thần đã nói trước nên chẳng dám ăn. Trong lúc các vị tiên cùng chư thần vui vẻ yến tiệc, thì có một vị tiên tươi cười nói, tuy cảnh địa tiên này so với cõi trời còn kém lắm, nhưng lấy cảnh Diêm Phù mà sánh thì trăm phần không được một. Nơi cõi Diêm Phù, dù cho kinh thành hoa lệ tốt đẹp đến đâu, cũng là giả tạo do đất đá cấu kết tạo thành. Còn nơi đây, lầu cát toàn bộ là châu ngọc. Tùy theo công đức tu hành, cao thấp của các vị tiên, mà có lớn nhỏ sinh lịch khác nhau, cũng khỏi nhọc công xây cất, chỉ do tâm biến hóa tạo thành. Tiểu tiên này trước kia cũng là người ở cõi Diêm Phù, khi làm người, khi làm thú, khi tạo ác phải đọa vào địa ngục,
đau khổ biết bao. Đến khi đắc được quả tiên này, nghĩ ra không biết trăm muôn ngàn kiếp, phải chịu sanh tử luân hồi, sự khổ sở không bút mực nào tả hết. Mai nhờ gặp được minh sư dạy đạo tu hành, nhưng vì tu muộn phước ít nên chỉ đắc được quả tiên. Nay hồi tâm nghĩ lại, bắt rùng mình rợn óc, sợ cõi trần hơn nước sôi lửa đỏ. Chúng sanh ở cõi Diêm Phù sống sai, chết ngủ. Khi sống sai mê danh lợi, nào có lo học đạo tu tâm. Khi chết, thần thức mê mờ như người mê ngủ, nào có biết chi chi. Đành để cho nghiệp lực kéo lôi vào đường sanh tử, chẳng khác nào như đứa trẻ con theo mẹ, nào có biết đi đâu và đến nơi nào. Thật là tội nghiệp. Người còn dặn dò tôi trở lại cõi Diêm Phù, nên khuyên người đời ráng tu, dầu chưa đủ phước duyên xuất gia đầu Phật, vì còn phải làm việc để trả nợ đời, thì cũng phải tập tánh hiền lành, ăn ngay ở thật, hàng ngày tập ăn chay niệm Phật, khi chết cũng được về cảnh địa tiên này. Lúc ấy mới biết có trời có Phật, có thánh có thần. Lúc ấy mắt tai đều sáng mà nghe pháp tu hành. Chứ như chúng sanh ở cõi Diêm Phù, có mắt như đuôi, có tai như điếc, nào có thấy biết điều chi. Thánh thần trước mắt nào có thấy, pháp bảo gian dội như sóng gầm mà nào có nghe. Chẳng qua vì bị trần cảnh nhẫn chìm, hố sâu danh lợi chôn lấp, tình luyến ái trói buộc, khó lòng thoát khỏi. Ôi thôi, sự mê mờ đau khổ của cuộc đời nói sao cho hết, 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 nói sao cho... Ông hàng xóm hung dữ. Đây là chuyện tôi nghe bà nội kể. Người trong cuộc hiện vẫn còn sống, hơn nữa đang cư ngụ tại Cố Hương Nam Đầu, ở cách vách nhà tôi. Nội dung câu chuyện là thế này. Ông hàng xóm kế nhà tôi có ba anh em, thấy đều tàn tật, một người điếc, một người câm, một người què. Thân phụ của họ hồi xưa cũng là láng giềng bà nội tôi. Nghe nói tính ông nóng nảy ác độc, ưa hành hạ ngược đãi loài vật. Do ông sinh ba trai đều bị tàn tật cả, nên rất phẫn nộ bất bình, oán trời, trách đất. Vì quá thắc mắc, nên một ngày nọ, ông đi hỏi thần để tra cho rõ nguồn cơn, cuối cùng được đáp án thế này. Nguyên nhân là hồi xưa, lúc chưa kết hôn, nhà ông có nuôi một con heo nái đang mang thai, nó sổng chuồng chạy đi. Vốn tính hung bạo, sẵn trên tay đang cầm con dao phảm cỏ, ông liền vung lên, bổ vào con heo nái. Con heo kêu thất thanh thảm thiết, ngã lăn ra dãy đành đạch, phun máu mạng vong. Ổ heo con trong bụng cũng tuôn máu đầm đìa và chết luôn. Xem như một đau của ông kết liễu tới mấy mạng. Do ông đã gieo gốc họa bắt nguồn từ đó, vì vậy mà ngày nay sinh liên tiếp ba trai đều tàn tật. Đứa con bị điếc của ông hiện giờ cũng là láng giềng ở quê tôi, sau này cũng sinh ra ba trai, thì đã có hai người bị lãng tai, nghển ngãn. Chỉ còn duy nhất một người là bình thường. Riêng ông này biết ăn chay trường và rất siêng năng bái Phật. Nghe nói phần hai anh em lãng tai kia, con cái họ sau này cũng bị ngũ quan khiếm khuyết, tai chân tàn tật. Qua câu chuyện này có thể thấy quả báo sát sinh rất đáng sợ. Theo lời bà nội tôi, câu chuyện nhân quả này là ngàn thật muôn thật. Tạp chí Thanh Đức số 44, 15 tháng 1 năm 1983, Tăng Chánh Huệ. Giữa tôi và Bồ Tát. Việc này xảy ra vào cuối năm 2003, lúc đó tôi làm hướng dẫn du lịch tại công ty Tam Á ở Hải Nam. Hàng ngày, tôi phụ trách lái xe đưa rước khách, chở họ tham quan đảo hay các thắng cảnh. Lúc đó tôi rất ưa tụng chú Đại Bi. Mỗi khi lái xe, tôi thường mở đĩa tụng chú Đại Bi. Các du khách cũng rất thích nghe, đặc biệt là những người già, họ càng ưa dữ. Ngày ngày tôi mở nghe không biết chán. Đối với tôi mà nói, chẳng cần học thuộc chi, tôi nghe mãi đến nhuyễn dừ, cũng thường lẩm nhẩm tụng theo nơi miệng.
đây có lẽ là thiện căn nhiều kiếp. Có lần tôi đi du ngoạn phố cổ Phượng Hoàng ở Hồ Nam và ở chơi tại đây 3 ngày, sau đó chuẩn bị ra phi trường đáp máy bay về nhà. Sáng hôm đó khí trời không tốt, mưa xối xả, tôi bận lo thuê xe, tài xế đòi giá 350 đồng. Sau đó chúng tôi cùng đi ra phi trường. Dân Hồ Nam ai cũng biết, tuy cảnh ở đây có núi non xinh đẹp, nhưng nếu mưa lớn sẽ tạo thành chướng ngại tai ách cho lữ khách, nghĩa là lái xe mà gặp lúc trời mưa thì cực kỳ nguy hiểm, vì bùn đá trên núi chảy xuống sẽ gây sạt lở hoặc làm tắc nghẽn đường. Không những cản trở giao thông mà còn làm cho xe tan người mất. Tôi là khách viễn phương nên đâu có rành gì chuyện ở đây. Hễ lên xe rồi thì ngồi nhắm mắt lại, lòng không ngừng tụng chú Đại Bi. Tôi rất ưa tụng chú, không có bất kỳ mục đích chi, cũng chẳng để cầu chi, chỉ tụng theo thói quen, hễ rảnh là tụng vậy thôi. Cũng chẳng hề biết là tụng chú sẽ đem đến cho tôi điều gì hay hơn. Tóm lại, mang tâm tư hoan hỷ, tôi cứ tụng chú Đại Bi không ngừng. Cũng có thể nói là có lẽ chú Đại Bi đem đến cho tôi cảm giác bình an, khoái lạc. Thế thôi. Từ phố cổ Phượng Hoàng đến phi trường đi mất 3 tiếng. Khi xe rời Phượng Hoàng được 40 phút, thì xảy ra chuyện. Do đất cát trên núi bị mưa lớn tạo thành dòng chảy mạnh mẽ, khiến đất đá rơi ào ạt xuống, còn nhắm thẳng vào xe chúng tôi công phá, khiến mặt trước và sau của xe đều mớp nát. Kính xe bị vỡ, xe hư hại nghiêm trọng, nhưng may mắn là tôi và tài xế bình an. Lúc đó trong lòng tôi hoàn toàn không có chút sợ hãi, còn nghĩ thầm, hôm nay số mình thật hên, gặp đại nạn hiểm ác mà thoát khỏi, không bị mạng vong. Vài năm sau, nhờ nghiên cứu Phật Pháp mà tôi hiểu rõ, té ra không phải số tôi may, gặp đại nạn được thoát chết, mà chính nhờ Bồ Tát Quan Âm đã âm thầm gia hộ. Ngài biết bệnh tôi có nạn này và đã cứu sống chúng tôi, vì trong chú Đại Bi từng giảng, Bồ Tát Quan Thế Âm phát đại nguyện cứu chúng sinh, khi đó Ngài từ sơ địa thăng lên thập địa, ngàn mắt ngàn tai là biểu hiện cho lòng đại bi đại từ của Bồ Tát Quan Âm. Nhìn thấy chúng sinh ở đâu bị khổ nạn thì Ngài đến đó trợ giúp. Trong kinh nói, nếu ai chí thành tụng chú Đại Bi thì sẽ luôn được Bồ Tát Quan Âm gia hộ. Điều này là ngàn chân muôn thật, tuyệt đối chẳng nên hoài nghi. Có lẽ bạn không tin và cho đó là tình cờ mà tôi được bình an. Vậy thì tôi xin kể một chuyện nữa để chứng minh là Bồ Tát có ngó đến tôi. Chuyện mới xảy ra gần đây. Con gái tôi thì lên cao trung, tuy thành tích học tập thuộc loại trung bình, nhưng nó rất chăm học và có chí. Nó luôn ao ước mong được thi vào ngôi trường nổi tiếng ở trung tâm thành phố. Vì chúng bạn hiền lương, phẩm hạnh cao, chim nương loan phượng cũng bay xa. Nếu gặp môi trường hoàn cảnh tốt thì việc học tập và phẩm hạnh sẽ được thăng hoa. Trước lúc thi, con gái tôi hướng giáo sư chủ nhiệm trình bày chí nguyện và điền tên ngôi trường nó muốn thi vào là Trung học Chuyên khoa Thượng Hải. Đây là một ngôi trường nổi danh, tiêu chuẩn tuyển sinh rất cao, rất khó thi vào. Giáo sư vừa xem qua đã trợn mắt kinh ngạc. Ông dòm nó từ đầu tới chân, rồi bảo: Chắc trò bị điên rồi, thành tích học tập bình thường như trò không có vào nổi trường này đâu. Vì vậy, ông thẳng thừng từ chối. Nhưng con gái tôi không chịu thua, nó lại điền tên một trường khác, cũng ở trung tâm thành phố, nhưng tiêu chuẩn chiêu sinh cực kỳ khắt khe và khó hơn ngôi trường trước đó nữa. Trường này hoàn cảnh học tập cực kỳ thượng đẳng, quy tụ nhiều giáo sư giỏi, phẩm hạnh tư cách rất cao. Đã có rất nhiều danh nhân xuất sinh từ trường này, nhiều gia tộc tiếng tăm lẫy lừng cũng cho con theo học trường này. Giáo sư chủ nhiệm thấy nó ghi như vậy, thì nghĩ là bệnh điên của nó đã hết thuốc chữa, bèn phán: Thôi được, cho trò tội nguyện. Dù sao ta dám khẳng định là trò chẳng thi vào đây nổi đâu. Nhưng thôi,
cứ cho trò mơ mộng hão huyền một chút vậy. Có tôi công cũng ráng mà chịu nghe. Con tôi về nhà, lòng rất không vui, nó ức ức khóc kể với tôi. Ba ơi, giáo sư chủ nhiệm khinh thường con, ông cười nhạo khi thấy con ghi tên mình vào ngôi trường đó. Nhưng thực sự là con có cố gắng, con đã phấn đấu không ngừng mà. Tôi vỗ về, an ủi nó. Con gái cưng à, cổ nhân thường nói, có chí thì nên. Con có hoài bão cao, thì chịu khó siêng năng học tập. Bà nghĩ nhất định sẽ được như ý nguyện mà. Đây gọi là đạo trời bù đắp cho người có lòng. Bà hứa sẽ hỗ trợ, vì con làm nhiều việc thiện, rộng tích âm đức để hồi hướng phúc lành đến cho con. Suốt thời gian con bé thi, tôi giữ đúng lời hứa. Thường ngày, cứ 2 giờ sáng là tôi thức dậy tụng kinh niệm Phật. Nhưng mấy ngày này, tôi phải vì con bé cung kính tụng kinh Kim Cang, nguyện đem công đức này đặc biệt hồi hướng cho nó. Bởi kinh Kim Cang là khai mở đại trí huệ. Tôi hy vọng con gái mình sẽ tiêu trừ ác nghiệp, tăng trưởng phúc huệ, được Phật gia hộ. Vào khóa tụng tối, tôi chí thành tụng chú Đại Bi, nhất tâm nhất ý cầu Bồ Tát Quan Thế Âm gia trì cho con bé, khiến nó được toại nguyện. Một tuần trước khi có kết quả thi, tôi nằm mơ thấy Bồ Tát Quan Âm báo mộng, nói con tôi thi được 597 điểm. Sáng ra, tôi lập tức báo tin mừng này cho vợ và con hay, bọn họ chẳng ai chịu tin. Con gái tôi còn nói, lần này thi đậu hay không, con chẳng dám nghĩ tới nữa. Vì môn văn con làm không đạt lắm, không đạt.